Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 59. Chiến Phi lại cau mày, anh ta ý thức được công lực của đối phương vô cùng cao, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, anh ta tuyệt đối không nên để bị tiêu hao với người như vậy. Nhiều tinh lực của anh ta phải dùng vào đại hội võ đạo, hơn nữa, còn phải chú ý tới những cao thủ võ học dũng mãnh vào Hương Sơn kia, tránh cho bọn họ xảy ra rối loạn, tạo thành hư tổn, đến lúc đó đại hội sẽ không tổ chức nổi nữa. Trong lòng anh ta tính toán một hồi, cảm thấy trận đấu này thật sự không cần phải đánh, bởi vì, lợi ích đạt được không cao. Chiến Phi, rốt cuộc là chiến, hay là phi? Muốn so chiêu với tôi, có thể. Chỉ là, cậu phải từng đánh nhau với các cao thủ của Hương Sơn đã rồi mới có tư cách này. Chiến Phi lui về phía sau một bước, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói. Sợ tôi à? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười hỏi. Sợ cậu? Ha ha ha, thật là nực cười. Chiến Phi tôi đây cả đời này tung hoành giang hồ, cậu cảm thấy tôi sẽ sợ cậu ư? Nếu cậu có lá gan, thì hãy tham gia đại hội võ đạo mà Hồng Bang và Long Môn cùng tổ chức đi, tôi ở đó chờ cậu. Chiến Phi trực tiếp cất tiếng cười to, sau đó quay đầu rời đi. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy anh ta sắp đi, muốn giữ người lại, nhưng nghĩ lại thì, hình như bây giờ không nên gây ra ầm ĩ lớn như vậy. Tạm thời buông tha cho anh ta cũng không phải không thể. Dương Quan Quan lắc đầu nói, người này thật sự quá hèn mọn rồi, chỉ biết bắt nạt người yếu hơn mình, gặp phải đối thủ có thực lực ngang tầm thì lập tức không đánh nữa. Hoàng Sung nói, tôi đã nghĩ sư phụ thích đọ sức lực với phụ nữ, đọ trí lực với quân nhân, luận võ lực với phú hào đã đủ hèn rồi, không nghĩ tới cái tên Chiến Phi này còn hèn hơn. Tề Đẳng Nhàn nghe thấy câu nói đó, đen mặt lại. Cái tên đồ đệ khỉ gió Hoàng Sung này, chỉ sợ chửi bới hắn trong tối không ít lần đâu. Lúc này lại để hắn nghe được ngay tại hiện trường. Vừa rồi cảm ơn anh giúp đỡ. Dương Quan Quan gật đầu nói với Tề Đẳng Nhàn, vừa rồi cho dù cô ấy lấy thể năng bùng nổ cự mãng phun đan để đánh nhau với Chiến Phi đi nữa, chỉ sợ cũng chỉ có một kết quả là cánh tay bị đánh gãy mà thôi. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, nói cô còn khách sáo với tôi làm gì chứ? Dương Quan Quan lập tức cảm thấy không đúng lắm, nhăn mày lại, nói, hả? Rốt cuộc anh là... Một lát sau, cô ta nhìn thấy khuôn mặt của Tề Đẳng Nhàn bắt đầu biến đổi từ từ, khuôn mặt lập tức lộ ra nét kinh ngạc. Hoàng Sung bỗng nhiên ngẩn ra, sau đó cơ thể bắt đầu run bần bật lên. Vừa nãy chính mình đã nói xấu về vị sư phụ Tề Đẳng Nhàn này ngay trước mặt hắn rồi. Hoàng Sung, cậu vừa mới nói vi sư rất hèn đúng không? Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm quay đầu sang, nhìn tên đồ đệ chó má Hoàng Sung này. Hoàng Sung quỳ thụp một cái, nói tôi cảm thấy sư phụ châu bò nhất, quả thực chính là thần tượng trong lòng ngoài đời thực. Hơn nữa, đó không phải hèn, đó là thông minh, rõ ràng là lấy sở trường của mình, công kích khuyết điểm của nhau, quả thật kế hay trên cả phép dùng binh. Dùng võ như vận binh, có thể thấy được nếu như sư phụ sinh ra ở thời cổ đại, chắc chắn cũng là một trong những nhân vật như Hoài Hầu, Nhạc Võ Mục, Trần Khánh. Cái vuốt mông ngựa đến thật đúng lúc. Tề Đẳng Nhàn nghe xong, hơi hơi sửng sốt, sau đó trầm ngâm lại, tình trạng bây giờ của hắn, quả thật không khác Nhạc Võ Mục bị chết oan lắm. Nhạc Võ Mục sinh ở phong kiến thời đại kia, một lòng vì nước, nhưng lại không quá thông minh, binh lính trong quân đội vậy mà lại dám gọi là Nhạc gia quân, đừng nói là văn thần của cả triều đình không yên tâm, kể cả là hoàng đế, có lẽ cũng khó có thể an tâm được. Được rồi, đứng lên đi, sau này không được nói bậy trước mặt người khác nữa. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt lên tiếng. Dương Quan Quan trực tiếp duỗi tay bắt lấy cổ áo của Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn cho rằng cô ấy muốn tới điểm nhu tình mật ý, lại thấy cô ấy mặt đầy lạnh lẽo, hỏi, rốt cuộc anh và Hứa Ước Ngọc có quan hệ gì? Bạn bè nam nữ ư, còn hẹn hò ngay trước mặt tôi. Tề Đẳng Nhàn tiện tay bắt lấy bàn tay của cô ấy, nói cái quỷ gì chứ? Tôi muốn ẩn núp đến Hương Sơn, kiểu gì cũng phải có chút phòng bị chứ. Hứa Ước Ngọc chính là phòng bị của tôi, giữa tôi và cô ấy, căn bản không có tình cảm trên phương diện mà cô nói đâu. Dương Quan Quan lại cười lạnh đáp, giỏi thật, trộm tới Hương Sơn rồi cũng không nói cho tôi, còn dám chơi trò ngụy trang ở trước mặt tôi. Anh có biết tôi lo lắng cho anh nhiều biết bao không? Hoàng Sung ở trong lòng thầm mắng 18 đời tổ tông của Tề Đẳng Nhàn, cầu song tiêu này. Dương Quan Quan hùng hổ dọa người như vậy,
cũng không thấy hắn tức giận, thậm chí còn đang giải thích. Nhưng anh ta nói hai câu cũng không được, vừa rồi nếu như không quỳ xuống vuốt mông ngựa, chỉ sợ cái chân chó cũng đã bị đánh gãy rồi. Ý định ban đầu của tôi cũng là hô tới gặp hai người vào hôm nay, chẳng qua không nghĩ tới lại vô tình gặp được ở nơi này. Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan quay đầu lại nhìn thoáng qua khách sạn Thiên Địa, sau đó trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, nói anh thuê phòng cùng ai. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn chửi mẹ nó một tiếng, nội tâm đã hoảng thành một đám, nhưng nét mặt lại không hề thay đổi chút gì. Ngày đó ở Hoàng Thị, đầu tiên Chiến Phi biểu diễn một màn chim không bay, tôi cũng đã chú ý đến anh ta rồi, vậy nên đang âm thầm theo dõi anh ta. Nói cách khác, làm sao có thể trùng hợp ra tay cứu hai người ở nơi này như thế được chứ? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt mà nói, giọng điệu không những không phát run, ngay cả mí mắt cũng không run một chút, trong mắt tràn đầy sự bất đắc dĩ và chân thành sau khi bị oan uổng. Dương Quan Quan nhìn vào hai mắt hắn, đôi tay bắt lấy cổ áo hắn chậm rãi buông lỏng ra, nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc vừa định buông ra, lại đột nhiên siết chặt. Không đúng, không phải anh tới đây tìm Từ Ngạo Tuyết đấy chứ? Dương Quan Quan lấy lại tinh thần, trầm giọng hỏi. Từ Ngạo Tuyết hận tôi thấu xương, nếu tôi dám lộ ra trước mặt cô ấy sẽ tung tin tức ra ngoài, kẻ địch sẽ ùn ùn kéo đến, cho dù tôi có chín cái mạng cũng không sống nổi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, bất đắc dĩ đáp lại. Dương Quan Quan nghe xong lời giải thích này, ngược lại cũng cảm thấy hơi hợp lý, Từ Ngạo Tuyết thật sự hận cái tên này thấu xương. Tề Đẳng Nhàn nhìn đôi tay đang dần dần buông ra của cô ấy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, ôi mẹ ơi, cuối cùng thoát khỏi địa ngục rồi. Được rồi, tha cho anh đấy. Dương Quan Quan vừa lòng cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực hắn. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy không đúng lắm, trước kia mình cứ tùy tiện bắt nạt cô nhóc này, bây giờ, vậy mà lại bị áp chế ngược lại. Hắn hơi hoài nghi, có phải mình đã xuống nước hơi sớm hay không, bây giờ mới để cho Dương Quan Quan đạp lên mặt lên mũi như vậy. Sau khi miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, Tề Đẳng Nhàn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay đầu nói với Hoàng Sung, vừa rồi biểu hiện của cậu cũng coi như không tệ, chỉ là cơ hội dùng súng thì hơi muộn một chút. Thương pháp là ưu thế của cậu, vậy thử kết hợp chúng lại xem. Một tấc dài một tấc mạnh, so với bất kỳ loại binh khí truyền thống nào thì thương cũng mạnh hơn gấp trăm lần. Hoàng Sung nói, đúng là như vậy. Nhưng đôi khi đang đánh nhau lại không nghĩ đến việc nên dùng thương. Lúc dùng thương thì chỉ có một ít công phu nên không được tự nhiên cho lắm. Tề Bình Nhàn nói, trong khoảng thời gian này tôi sẽ đến huấn luyện cậu, hy vọng cậu có thể tiến bộ thêm một chút. Hoàng Sung liên tục gật đầu, sư phụ song tiêu này cuối cùng cũng đồng ý mở cửa sau cho mình rồi. Cái gì thế, trước tiên cậu cứ qua một bên chơi đi, tôi đi bày cho sư tỷ cậu tí đã. Tề Đẳng Nhàn nói. Nụ cười Hoàng Sung đang còn treo trên mặt, trong nháy mắt liền cứng ngắc, khóe miệng hung hăng giật giật, anh ta xoay người rời đi, trong lòng không ngừng mắng hai con chó này. Tề Đẳng Nhàn đợi bóng đèn đi xa liền dắt bàn tay nhỏ bé của Dương Quan Quan, kéo cô đi dạo bên bờ biển. Hắn vừa đi, vừa nói với Dương Quan một ít đấu pháp sai lầm khi đối đầu với Chiến Phi. Quả thật, lấy sức mạnh của Dương Quan Quan, cho dù có phát huy đấu pháp đến mức cao nhất, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của cái loại cao thủ như Chiến Phi. Thật ra, tôi cũng không nghĩ việc Chiến Phi sẽ chủ động khiêu khích tôi với Hoàng Sung, nhân phẩm của người này quả thật không được tốt lắm. Dương Quan Quan thở dài nói. Không phải cao thủ nào cũng có nhân phẩm tốt cả, nếu lần sau còn gặp phải loại chuyện như này, thì cứ rụt đầu nhận thua trước đi, sau đó tôi sẽ tới đánh chết bọn họ là được. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười, nói. Vừa rồi lỗ tai cô chảy máu. Có phải còn chưa khỏi không? Dương Quan Quan lắc đầu, nói, đúng vậy, cái lỗ tai này thường xuyên xuất hiện tình trạng ù tai, hơn nữa có đôi khi không nghe thấy âm thanh. Có lẽ là đã ở trong trạng thái nửa phế rồi. Tề Đẳng Nhàn nhíu mày, nói chờ đến khi cô tu hành đến cảnh giới thấy thần không sợ, thì có lẽ mới có cơ hội xoay chuyển. Chỉ là, con đường này rất dài, cần phải kiên trì và nhẫn nại. Dương Quan Quan nói, thù lớn của tôi đã được báo rồi nên hiện tại tôi có rất nhiều kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian anh không có ở đây, ngày nào tôi cũng dùng tiền thuê cao thủ từ võ quán đến luyện tập với tôi đấy, công phu cũng có tiến bộ rất lớn. Nghèo văn giàu võ,
Những lời này không phải không có lý, bởi vì muốn tu luyện võ công đến cảnh giới tương đối cao, thì phải hao phí rất nhiều tiền bạc, đồ ăn phải theo kịp những người khác, thuốc cũng phải theo kịp, đến cả tập luyện cũng phải đuổi kịp chứ sao nữa. Mà những thứ này đều cần tiền. Dương Quan Quan là một phú bà nhỏ, cho dù Tề Đẳng Nhàn không luyện tập cùng với cô ấy, thì cô cũng có thể dùng tiền đi tìm những người tài giỏi trong sư môn để học tập. Những cao thủ đó, cho dù có bảo thủ thế nào đi chăng nữa, thì cũng bị từng chồng tiền đập cho vỡ mặt. Anh tới Hương Sơn định làm gì? Dương Quan Quan hỏi. Còn không phải nghe được chuyện cô và Hoàng Sung tới đây sao, nên lúc đó tôi mới đến đây, sợ hai người gặp chuyện gì đó không may ở Hương Sơn. Bây giờ Long Môn và Hồng Bang cùng nhau tổ chức đại hội võ đạo, nhằm kêu gọi những cao thủ ở phương Nam bao vây tiêu diệt tôi. Tôi sợ cô cứ nghiêng ngang xuất đầu lộ diện như thế thì sẽ bị người ta đánh chết. Tề Đẳng Nhàn có vẻ không vui nói. Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn bọn họ vu khống anh ư? Tôi không những muốn xuất đầu lộ diện mà còn muốn mở võ quán ở Hương Sơn, dựng thẳng cái bảng hiệu của anh lên. Dương Quan Quan nghiến răng nghiến lợi nói, cái đám người chết tiệt này, vụ oan hãm hại, hại chết Lục đại ca, bôi nhọ anh thành một tên giặc phản quốc, quả thực là muốn làm gì thì làm mà. Tôi cần phải làm cái gì đó, cho dù đó chỉ là chuyện bé nhỏ không đáng nhắc tới cũng được. Tề Đẳng Nhàn thở dài, nói, Lục Chiến Long quá chính trực, người cũng khá ngốc. Lúc ấy, cho dù để bảo vệ em gái mà hắn cắn tôi một cái thì cũng không sao cả. Chỉ là, hắn không phải loại người đó. Dương Quan Quan cảm thấy có chút thương tiếc, Lục Chiến Long là người luôn đối xử với cô ấy như em gái ruột. Làm cho cô cảm nhận được tình cảm anh em ấm áp từ một người không hề có quan hệ huyết thống. Dương Quan Quan nói, anh cũng phải cẩn thận, tôi đã mất đi một người thân là Lục đại ca rồi, không thể để mất thêm một người nữa. Tề Đẳng Nhàn nói, hiếm khi thấy cô nói trắng ra như vậy, tôi thích. Lúc này Tề Đẳng Nhàn không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối, Hương Sơn này quá phồn hoa cũng không phải là chuyện tốt, ngay cả ruộng ngô cũng không có. Nếu bây giờ có một ruộng ngô thì thơm biết bao nhiêu chứ. Vì anh đã đánh chết người của gia tộc Rothschild, nên hiện tại bọn họ đang liên lạc với các mối quan hệ của mình, chuẩn bị gán cho anh cái tội danh là phần tử khủng bố. Điều này đối với anh mà nói thì cực kỳ bất lợi, một khi tội danh này được chứng thực thì chắc chắn anh sẽ không có trốn dung thân. Dương Quan Quan nói với vẻ mặt nghiêm túc. Yên tâm đi, tôi đã có chuẩn bị từ trước rồi. Vài ngày nữa. Tôi sẽ cho người đi nước Thiên Chủ để chạy một chút quan hệ. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Đi nước Thiên Chủ làm gì? Dương Quan Quan ngạc nhiên hỏi. Nước Thiên Chủ chứ không phải Ấn Độ. Ấn Độ ở phía đông nam Hoa Quốc, mà nước Thiên Chủ thì lại ở Europa, là quốc gia nhỏ nhất toàn thế giới, nhưng lại có được giáo đường huy hoàng nhất toàn thế giới. Quốc gia này tuy rất nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng lại không hề kém chút nào. Dù sao đây cũng đại biểu cho tín ngưỡng của thế giới phương Tây. Tương tự như thế, trong thế giới phương Đông cũng có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi những niềm tin này. Đây là tôn giáo có nhiều tín đồ nhất trên toàn thế giới. Tề Đẳng Nhàn cười nói, đến lúc đó cô sẽ biết thôi, nhớ xem tin tức nhé. Dương Quan Quan cũng để mặc cho hắn thừa nước đục thả câu, dù sao cái con hàng này lúc nào cũng có thể có vài hành động gì đó khá hay ho. Mặc dù có đôi khi Tề Đẳng Nhàn rất cuồng vọng, nhưng cũng không phải kẻ ngốc, hắn biết rõ sau khi mình bị gắn cho các danh là phần tử khủng bố thì sẽ mang đến nhiều phiền phức như thế nào, cho nên, hắn sẽ không trơ mắt nhìn cái chuyện này phát sinh. Tề Đẳng Nhàn vừa đi, vừa nói kế hoạch mà mình phải thực hiện ở Hương Sơn cho Dương Quan Quan nghe, nhân tiện kể cho cô ấy biết về hành động tiếp theo. Hứa Trường Ca là người không tồi, cũng coi như là nhân vật nổi tiếng. Nếu để ông ta khống chế Hương Sơn và Long Môn, thì tôi thấy cũng được. Dương Quan Quan nghe xong, cũng tỏ vẻ đồng ý. Chỉ là, anh có chắc là người này không có liên quan đến Hứa Ước Ngọc hay không? Tề Đẳng Nhàn nói, tôi thề với trời, thật sự không hề có chút liên quan nào cả. Sau khi nói chuyện với Dương Quan Quan xong, Tề Đẳng Nhàn liền chuẩn bị đi tới chỗ Hứa Gia nói lời chào rồi sau đó lại đến chỗ tụ họp với cô ấy và Hoàng Sung. Dương Quan Quan gọi Tề Đẳng Nhàn lại, sau đó nhìn hắn với ánh mắt thâm tình. Sao vậy? Tề Đẳng Nhàn không nhịn được hỏi, hắn nhận ra tâm trạng của cô ấy có chút không thích hợp. Có một câu mà cho tới bây giờ tôi vẫn chưa nói với anh, sau khi Lục đại ca chết, tôi đã nhận ra một số chuyện. Dương Quan Quan nhẹ giọng nói.
Hả, cô nói đi, Tề Đẳng Nhàn nói. Dương Quan Quan hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào Tề Đẳng Nhàn, thản nhiên nói, Tề Đẳng Nhàn, em yêu anh. Em yêu anh, ba chữ thật tầm thường. Nhưng trừ khi bạn đã nghe qua, trừ khi bạn đã nói qua, nếu không bạn sẽ không có cách nào biết rằng trong ba chữ này có bao nhiêu là bất đắc dĩ. Bao nhiêu là cay đắng, chua xót, bao nhiêu là ngọt ngào, bao nhiêu là nỗi đau. Muốn nói ra ba chữ này, bạn phải trải qua một hành trình dài dằng dặc, một hành trình rất đỗi khổ cực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi nói ra ba chữ này, bạn phải chấp nhận tương lai không thể biết trước kia, cho dù là ngọt ngào, là thống khổ, là bất đắc dĩ, hay là cay đắng. Cho dù bạn đã từng nói hay từng nghe, thì cũng chỉ khi tự mình trải qua bạn mới có thể hiểu được ba chữ này bất lực đến thế nào. Người con gái của Hoa Quốc bình thường sẽ không nói ba chữ này cho con trai nghe. Ngay cả Tề Đẳng Nhàn cũng không ngờ Dương Quan Quan sẽ nói với hắn ba chữ này. Có lẽ là vì Lục Chiến Long rời đi, cùng với việc trong một đêm Tề Đẳng Nhàn bị gán tội danh là giặc phản quốc, làm cho Dương Quan Quan đột nhiên tỉnh ngộ. Cô sợ sẽ phát sinh biến cố nào đó mà mình không thể thừa nhận, sợ mình sẽ không còn cơ hội để thổ lộ tình yêu trong lòng. Cho nên, bây giờ cô lựa chọn nói ra. Rất tốt, sau này cũng phải thường xuyên nói với tôi như vậy đấy. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa vươn tay ra vuốt vuốt mũi cô, trong ánh mắt đó toàn bộ đều là tình yêu. Tình cảm của hắn và Dương Quan Quan là do từng chút một bồi dưỡng nên, Dương Quan Quan có thể có thành tựu như ngày hôm nay phần lớn đều là công lao của hắn. Tề Đẳng Nhàn cười nói, tôi đi Hứa gia trước, lát nữa sẽ quay lại tìm cô. Dương Quan Quan đỏ mặt nói, ừ. Đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn rời đi, Dương Quan Quan thở dài, nói, ai, đúng thật là IQ thấp không có thuốc chữa. Tôi đã nói ra những lời như vậy rồi mà cũng không biết chủ động thêm chút. Trong lòng cô cực kỳ chờ mong một giây sau Tề Đẳng Nhàn sẽ hôn lên đôi môi của cô, làm nổ tung tình yêu tràn ngập của mình. Kết quả là con hàng này cứ như vậy mà đi, thật sự khiến cho người ta không biết nói gì. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn lại nghĩ, sớm biết sẽ như này thì hôm qua đã bảo em gái Cao mua hai bó hoa hồng rồi, một bó tặng người tình cũ, một bó tặng thư ký Dương. Cũng may Dương Quan Quan không có thuật đọc tâm, nếu không chắc chắn có chết cô cũng phải liều mạng. Cái loại chuyện mượn hoa tặng Phật này, chỉ cần Tề Đẳng Nhàn vừa ra tay thì liền biết là lão giang hồ. Vì thế, Tề Đẳng Nhàn cứ cực kỳ vui vẻ như thế mà đến Hứa gia, chuẩn bị tạm biệt Hứa Trường Ca và Hứa Ức Ngọc trước. Cái đó, chú Hứa, trong khoảng thời gian này đã làm phiền mọi người rồi, bây giờ cháu chuẩn bị đi đây, trước tiên phải làm xong một số việc của bản thân đã. Tề Đẳng Nhàn nói với Hứa Trường Ca, cũng đã sắp xếp ổn thỏa hành lý. Này, tiểu mập mạp, cháu thật sự muốn rời khỏi nhà chúng ta à? Thật sự không sợ Hòa Liên Thắng sẽ tìm cháu để gây phiền phúc ư? Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói, không cần lo lắng đâu ạ, Hòa Liên Thắng không làm gì được cháu. Triệu Tân Lan lại cười lạnh nói, nếu anh đã có năng lực lớn như vậy thì nhanh đi đi. Còn có, anh nói sẽ giúp chú Hứa của anh giải quyết vấn đề tài chính, mạnh miệng như thế nhưng sao bây giờ ngay cả một xu cũng không thấy vậy. Bà đương nhiên đang ước gì các tên cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga Tề Đẳng Nhàn này nhanh chóng cút đi, tất cả các phương diện của con gái Hứa Ức Ngọc nhà mình đều là đẳng cấp nhất, giờ lại phải ở cùng một chỗ với một người như vậy thật đúng là lãng phí sinh mệnh. Hứa Trường Ca nhíu mày với Triệu Tân Lan, khiến cho bà ta câm miệng, sau đó nói với Tề Đẳng Nhàn, tiểu Lý, cháu thật sự chuẩn bị đi sao? Cháu muốn đi nơi nào? Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói, đúng vậy ạ. Lúc trước đến Hứa gia làm phiền mọi người thật ra là để tránh tạm sóng gió. Hiện tại, sóng gió đã qua, cháu cũng không nên tiếp tục làm phiền hai người nữa. Vấn đề về tài chính, cháu sẽ cho người giải quyết. Nếu như tài chính không đủ, cháu cũng sẽ để cô Dương nhường nhịn tí, chú Hứa không cần quá lo lắng. Triệu Tân Lan cười nhạo một tiếng, những lời mạnh miệng này thật sự là làm cho người ta cảm thấy buồn cười. Tuy rằng mới ở chung với Tề Đẳng Nhàn mấy ngày nay mà thôi, nhưng lúc này hắn phải đi, Hứa Ức Ngọc cũng cảm thấy có chút không nỡ. Vậy nếu có thời gian rảnh thì anh phải thường xuyên đến nhà em chơi đấy, nếu không có việc gì, chúng ta cũng có thể hẹn nhau ăn cơm. Hứa Ức Ngọc cười nói. Được thôi,
Tề Đẳng Nhàn mở miệng đáp ứng. Hắn đang chuẩn bị đi, dì Trương Bảo Mẫu liền vội vàng chạy vào, vẻ mặt tái nhợt nói, lão gia, bên ngoài có rất nhiều xe tới, rất nhiều người ở ngoài đó. Sắc mặt Hứa Ức Ngọc đột nhiên biến đổi, nói, không phải là người của Hòa Liên Thắng đấy chứ. Tề Đẳng Nhàn nhướng mày, trên mặt mang theo ý không vui, nếu người của Hòa Liên Thắng dám đến Hứa gia để tìm hắn gây phiền phức, vậy thì đúng thật là chán sống rồi. Hứa Trường Ca bình tĩnh nói, cứ xem tình hình trước đã, không được thì gọi điện báo quan, cháu cứ chờ ở đây, chú đi ra ngoài xem. Ông Hứa, mấy người đó nguy hiểm biết bao nhiêu chứ? Hòa Liên Thắng muốn tìm hắn gây phiền phức, vậy thì cứ để cho bọn họ tìm là được rồi, không cần phải vì một người ngoài mà đắc tội đoàn xã địa phương. Triệu Tân Lan vội vàng nói. Trên mặt Hứa Trường Ca hiện lên vẻ tức giận, ông cực kỳ bất mãn với tính cách cay nghiệt của Triệu Tân Lan. Tề Đẳng Nhàn lại cười ha ha, hắn chủ động đi về phía cửa, nói, hai người không cần lo lắng, cứ coi như người tới là Hòa Liên Thắng thì tôi cũng sẽ giải quyết bọn họ. Hứa Ức Ngọc nói, này, anh đừng cứ có chủ nghĩa anh hùng như vậy, bọn họ nhiều người như vậy, mỗi người chỉ chém một đao cũng đủ để chém anh thành thịt nát đấy. Bên ngoài biệt thự Hứa ra, quả thật có rất nhiều chiếc xe đang đi tới, cũng có rất nhiều người. Chỉ là... những người này cũng không phải là người của Hòa Liên Thắng, toàn bộ đều là nhân viên của đảo Kim Ngân. Ông chủ quan của đảo Kim Ngân vì muốn lấy lòng Lương Kiêu của Hòa Liên Thắng đã cho Hoàng Kỳ Bân hai bạt tai, có thể nói là đã gây ra chuyện lớn gặp, huống chi, bây giờ Hoàng Kỳ Bân còn giả vờ chấn động não nằm trong bệnh viện. Gặp phải một tên lừa đảo như Tề Đẳng Nhàn thì cũng không thể trách Hoàng Kỳ Bân không phối hợp. Đây không phải ông chủ quan sao? Hôm nay mang theo nhiều người như vậy đến Hứa gia chúng tôi là có ý gì thế? Hứa Trường Ca lướt qua Tề Đẳng Nhàn, đi tới trước cửa chặn đường, lạnh lùng hỏi. Là Hứa Tổng sao? Tôi đây là tới để xin lỗi. Ông chủ quan vội vội vàng vàng nói. Hoắc Đa bên kia cũng thấu tình đạt, cố ý thả cho ông chủ quan đi giải quyết chuyện này. Đương nhiên, chuyện này nếu giải quyết bất bình, Hoàng Kỳ Bân không muốn buông tha hắn. Mấy năm kia trong đại lao hơn phân nửa là muốn ngồi xổm, chắc chắn đảo Kim Ngân cũng không giữ được. Hứa Trường Ca sửng sốt, nói, xin lỗi. Hai người Triệu Tân Lan và Hứa Ức Ngọc cũng không nén nổi kinh ngạc, hai người đương nhiên biết ông chủ quan là ai, đó là ông chủ lớn của đảo Kim Ngân, tài sản đồ sộ, hơn nữa cũng có quan hệ rất sâu với Liên Thắng. Tề Đẳng Nhàn cười nói, chú Hứa, có vẻ hắn tới đây tìm cháu. Ông chủ quan vừa nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đằng sau, liền trực tiếp bang một cái quỳ xuống trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nói, đại ca, tôi biết sai rồi, ngày đó là do tôi không đúng. Tề Đẳng Nhàn nhìn ông chủ quan, thản nhiên nói, nếu xin lỗi có ích vậy thì cần pháp luật để làm gì? Hơn nữa, lời xin lỗi này của ông có vẻ không có thành ý lắm nhỉ? Vẻ mặt của ông chủ quan nhất thời cứng đờ, nói, tôi biết, tôi hiểu. Các ngươi mau chuyển tất cả tiền của tôi lại đây. Đám nhân viên cấp dưới của ông chủ quan lập tức kéo từng cái vali du lịch cỡ lớn ra từ trong xe. Trong mỗi một cái vali du lịch chứa khoảng chừng 500 vạn tiền mặt. Người tới kéo có khoảng 50 người, một người kéo hai cái dương, tổng cộng là 500 triệu. Ngay lập tức trên mặt Tề Đẳng Nhàn nở ra một nụ cười, nói tuy rằng pháp luật có ích, nhưng pháp luật vẫn có tình người nha. Ông chủ quan làm vậy là có ý gì? Ông chủ quan ra lệnh một tiếng, đám thủ hạ đồng loạt mở tất cả các vali du lịch ra. Ở trong đình viện Hứa gia, 100 vali du lịch đồng thời được mở ra, toàn bộ bên trong đều là tiền mặt tiền mặt. Nếu ở trong thẻ ngân hàng, mấy đồng tiền đó chỉ là một con số, rất nhiều người không hiểu nhiều khái niệm về nó. Nhưng bây giờ toàn bộ đều đổi thành tiền mặt, sức ảnh hưởng tới thị giác mới là mãnh liệt nhất. Cho dù là xuất thân của Hứa Trường Ca có cao quý thì khi nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy cũng bị chấn động, chứ đừng nói đến hai người Hứa Ức Ngọc và Triệu Tân Lan. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, lúc lục soát tập đoàn N đặc, đống đồ cổ, vàng, tiền mặt trong tầng hầm ngầm đó cộng lại mới gọi là rung động lòng người. Ông chủ quan quỳ gối trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt cầu xin, nói, Tề tiên sinh, những thứ này đều là đồ tôi bồi thường cho các anh, tất cả là do tôi không đúng. Hơn nữa, số tiền này là tất cả tiền mặt mà hiện tại tôi có thể lấy ra. Tề Đẳng Nhàn vội vàng đưa tay đỡ ông chủ dậy, cười nói, này này này,
làm gì vậy chứ? Ông chủ quan, thời đại bây giờ là xã hội hiện đại, không phải là thời phong kiến nữa đâu. Ông chủ quan thầm mắng trong lòng, cút mẹ mày đi, nếu hắn không thấy nhiều tiền như vậy, ông ta có thể đứng lên sao? Hứa Trường Ca ngạc nhiên nhìn Tề Đẳng Nhàn, không rõ có chuyện gì đang xảy ra, thế mà ông chủ quan lại tự mình đem theo người, mang theo nhiều tiền mặt như vậy đến cửa quỳ xuống xin lỗi. Số tiền này, xin Tề tiên sinh nhận lấy, nhưng cũng xin anh nói tốt cho tôi vài câu với Hoàng Thiếu, xin tha cho cái mạng chó của tôi. Ông chủ quan nói với vẻ mặt cầu xin. Ấy, cái này cũng dễ nói mà, cũng không phải chuyện lớn gì. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Ông chủ quan không hề có ý muốn bóp chết cái tên này, ông chỉ cảm thấy mồm miệng của hắn thật sự có hơi lớn một chút. Lần trước đưa ra mấy chục ngàn vạn bồi thường, đại gia này nghe cũng không thèm nghe, lập tức cúp điện thoại. Hắn cũng không dám lại chậm trễ, cầm khoảng 500 triệu đến đây, hơn nữa còn đổi tất cả thành tiền mặt, chính vì sợ Tề Đẳng Nhàn không chịu đồng ý buông tha cho ông ta. Ông chủ quan hít một hơi thật sâu, nói, vậy làm phiền Tề tiên sinh rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Yên tâm trở về đi, Tề Đẳng Nhàn cười cười nói tiếp, qua mấy ngày nữa, có lẽ chuyện mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Ông chủ quan phất phất tay, mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi Hứa gia. Tề Đẳng Nhàn cười nói với Hứa Trường Ca, chú Hứa, không cần phải đợi thêm mấy ngày nữa đâu, chú cứ cầm số tiền này đi ứng phó với việc khẩn cấp đi. Sau này, nhớ trả lại cho cháu là được. Khóe miệng Hứa Trường Ca run run, nói, có phải cháu đang nói đùa với chú không? Đây là 500 triệu đấy, cứ giao cho chú như vậy ư? Tề Đẳng Nhàn nói, cháu tin chú mà, không cần khách khí với cháu đâu, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội để hợp tác mà. Hứa Trường Ca trầm ngâm một lát rồi nói, được, chú sẽ nhận số tiền này. Đợi đến khi chú có tiền sẽ trả lại cho cháu, trả cả vốn lẫn lãi, một xu cũng không thiếu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được, cứ như vậy đi, chú cứ nhận 500 triệu trước đi. Lúc này Triệu Tân Lan chạy tới, vẻ mặt tươi cười, nói, Tiểu Lý à, hay là vào trong uống hai ly cà phê rồi đi. Cậu đắc tội với Liên Thắng mà cứ đi lại lung tung bên ngoài thế này thì rất nguy hiểm đấy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười, tốc độ lật mặt của Triệu Tân Lan này đúng là nhanh thật đấy. Hứa Ước Ngọc nhìn thấy biểu hiện này của mẹ, đưa tay vỗ trán mình, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả Hứa Trường Ca bên cạnh cũng cảm thấy cảm xúc trên mặt mình có chút không kiểm soát được, biểu hiện chê nghèo yêu giàu này của Triệu Tân Lan quá rõ ràng rồi. Dì Triệu, cháu không uống cà phê đâu ạ, bây giờ cháu còn có chút việc, đợi sau này có thời gian cháu lại đến thăm mọi người. Nhìn đống tiền mặt chất đầy trên sân, khóe miệng của Triệu Tân Lan sắp không khép lại được. Hứa Trường Ca nhìn bà một cái, nói, bây giờ bà đã biết Tiểu Lý lợi hại thế nào chưa, tôi đã nói rồi, cậu ta không phải là người đơn giản đâu. Triệu Tân Lan vội vàng nói, vâng vâng vâng, ông Hứa là người tinh mắt nhất, lúc trước là do tôi không có mắt. À còn nữa, Tiểu Ngọc, sau này con nhớ phải thường xuyên hẹn Tiểu Lý đến nhà ăn cơm đấy nhé. Hứa Ước Ngọc tức giận liếc nhìn Triệu Tân Lan một cái, đồng thời trong lòng lại có chút khó chịu, thì ra tiểu mập mạp vẫn luôn lợi hại như vậy, thế mà mình vẫn luôn hiểu lầm người ta. Lúc trước còn nói những lời như thế, bây giờ nhớ lại, quả thực cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Từ bữa tiệc ngày hôm qua, Hứa Ước Ngọc đã mơ hồ cảm giác được Tề Đẳng Nhàn không hề đơn giản, nếu hắn không có tài đức gì, thì sao có thể khiêu vũ với Hoàng Tình Ca và cả Millicent chứ? Tề Đẳng Nhàn nhận được tiền của ông chủ quan, đương nhiên phải đi tạm biệt Hoàng Kỳ Bân một tiếng. Đến bệnh viện, hắn liền thấy Hoàng Kỳ Bân đang thảnh thơi nằm chơi điện thoại di động trên giường bệnh, làm gì có dáng vẻ của việc bị chấn động não. À Bân, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười chào hỏi. Anh vẫn nên gọi tôi là Lão Hoàng đi, đừng gọi tôi là A Bân. Hoàng Kỳ Bân để điện thoại xuống, vẻ mặt hơi đen đi. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện thế này, ông chủ quan đã đem tiền cho tôi, ước chừng 500 triệu, anh xem, tôi chia cho anh bao nhiêu thì được. Hoàng Kỳ Bân đưa mắt đánh giá cái con hàng này hơn nửa ngày, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói tôi không cần tiền. Dù sao, cha tôi cũng là thị trưởng, nếu để tôi cầm số tiền này, ít nhiều gì cũng tồn tại một số vấn đề. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái lên, nói A Bân, quả nhiên suy nghĩ của anh rất sáng suốt,
biết tiền nào có thể cầm, tiền nào không thể cầm. Hoàng Kỳ Bân nói, có điều, ông chủ quan này cũng biết cách buông bỏ đấy. Có thể lấy ra nhiều tiền như thế, đúng thật là khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Không nên xem thường bản thân, thật ra chúng ta còn có thể lấy được nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn nói. Cút, Hoàng Kỳ Bân quát. Hắn cảm thấy cái tên Tề Đẳng Nhàn này không có đạo nghĩa, chỉ biết dùng lời ngon ngọt để dụ hắn trở thành hố tiền, hắn đúng thật là mù rồi mới nghĩ tên đó xem mình là bạn. Tiền đã lấy được rồi, A Bân, nếu không có việc gì thì cậu có thể đề nghị xuất viện, không cần phải ở lại bệnh viện để lãng phí tài nguyên quốc gia đâu. Tề Đẳng Nhàn nói. Mặt Hoàng Kỳ Bân càng đen hơn, cái này là lừa đảo, tất cả những lời ngon ngọt chỉ để lừa người thôi, chuyện xấu gì cũng muốn để hắn chịu trách nhiệm. Hoàng Kỳ Bân cảm thấy không thể chịu nổi cái tên chó chết này, sau này vẫn nên cố gắng trách tiếp xúc với hắn, nói không chừng đến một lúc nào đó không có tiền, hắn không lừa được người khác thì sẽ quay sang lừa mình. Tề Đẳng Nhàn cười hì hì chào tạm biệt Hoàng Kỳ Bân, trở về tìm Dương Quan Quan. Dương Quan Quan bây giờ là một phú bà, vừa đến Hương Sơn liền lập tức tiêu tiền như nước mua một tòa nhà cao cấp trị giá hơn 200 triệu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn thuận lợi đi vào, nhìn thấy khí giới luyện công được bày biện trong sân, thì âm thầm nhếch miệng, Dương Quan Quan này, đúng là không có thẩm mỹ gì cả. Thế mà lại trang trí đình viện thành kiểu dáng này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Anh đã nói lời tạm biệt với mấy người Hứa ra chưa? Dương Quan Quan mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, mỉm cười hỏi. Mặc quần áo luyện công khá khó nhìn, tôi đề nghị nên mặc áo ba lỗ kết hợp với quần yoga. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc đưa ra gợi ý. Ăn mặc bó sát một chút, có thể giúp cô thắt chặt cơ bắp, cảm nhận được lực phát ra. Dương Quan Quan hung hăng trợn trắng mắt, cái lão già háo sắc này, cứ lấy cơ đó mà đổi hết bộ này đến bộ khác, nếu không phải bây giờ cô đã luyện ra chút gì đó, thì thật sự sẽ nghe theo. Dáng người Dương Quan Quan, không dám nói khoa trương hơn Tạp Mang San, nhưng trong số những người phụ nữ ở Hoa Quốc lấy uyển chuyển, hàm xúc, dịu dàng làm chủ thì đây cũng là một sự tồn tại cực kỳ xuất sắc rồi. Nếu thật sự ăn mặc theo gợi ý của Tề Đẳng Nhàn, chậc, không biết lúc đó sẽ có bao nhiêu thằng con trai chảy máu mũi đây. Cho dù là xuất thân của Hứa Trường Ca có cao quý thì khi nhìn thấy nhiều tiền mặt như vậy cũng bị chấn động, chứ đừng nói đến hai người Hứa Ước Ngọc và Triệu Tân Lan. Tề Đẳng Nhàn cũng cảm thấy chẳng có gì lạ, lúc lục soát tập đoàn N đặc, đống đồ cổ, vàng, tiền mặt trong tầng hầm ngầm đó cộng lại mới gọi là rung động lòng người. Ông chủ quan quỳ gối trước mặt Tề Đẳng Nhàn, vẻ mặt cầu xin, nói, Tề tiên sinh, những thứ này đều là đồ tôi bồi thường cho các anh, tất cả là do tôi không đúng. Hơn nữa, số tiền này là tất cả tiền mặt mà hiện tại tôi có thể lấy ra. Tề Đẳng Nhàn vội vàng đưa tay đỡ ông chủ dậy, cười nói, này này này, làm gì vậy chứ? Ông chủ quan, thời đại bây giờ là xã hội hiện đại, không phải là thời phong kiến nữa đâu. Ông chủ quan thầm mắng trong lòng cút mẹ mày đi, nếu hắn không thấy nhiều tiền như vậy, ông ta có thể đứng lên sao? Hứa Trường Ca ngạc nhiên nhìn Tề Đẳng Nhàn, không rõ có chuyện gì đang xảy ra, thế mà ông chủ quan lại tự mình đem theo người, mang theo nhiều tiền mặt như vậy đến cửa quỳ xuống xin lỗi. Số tiền này, xin Tề tiên sinh nhận lấy, nhưng cũng xin anh nói tốt cho tôi vài câu với Hoàng Thiếu, xin tha cho cái mạng chó của tôi. Ông chủ quan nói với vẻ mặt cầu xin. Ấy, cái này cũng dễ nói mà, cũng không phải chuyện lớn gì. Tề Đẳng Nhàn cười híp mắt nói. Ông chủ quan không hề có ý muốn bóp chết cái tên này, ông chỉ cảm thấy mồm miệng của hắn thật sự có hơi lớn một chút. Lần trước đưa ra mấy chục ngàn vạn bồi thường, đại gia này nghe cũng không thèm nghe lập tức cúp điện thoại. Hắn cũng không dám lại chậm trễ, cầm khoảng 500 triệu đến đây. Hơn nữa còn đổi tất cả thành tiền mặt, chính vì sợ Tề Đẳng Nhàn không chịu đồng ý buông tha cho ông ta. Ông chủ quan hít một hơi thật sâu, nói, vậy làm phiền Tề tiên sinh rồi, nếu không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây. Yên tâm trở về đi, Tề Đẳng Nhàn cười cười nói tiếp, qua mấy ngày nữa, có lẽ chuyện mọi chuyện sẽ trở lại bình thường thôi. Ông chủ quan phất phất tay, mang theo thuộc hạ của mình rời khỏi Hứa gia. Tề Đẳng Nhàn cười nói với Hứa Trường Ca, chú Hứa, không cần phải đợi thêm mấy ngày nữa đâu, chú cứ cầm số tiền này đi ứng phó với việc khẩn cấp đi. Sau này,
nhớ trả lại cho cháu là được. Khóe miệng Hứa Trường Ca run run, nói có phải cháu đang nói đùa với chú không? Đây là 500 triệu đấy, cứ giao cho chú như vậy ư. Tề Đẳng Nhàn nói, cháu tin chú mà, không cần khách khí với cháu đâu, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội để hợp tác mà. Hứa Trường Ca trầm ngâm một lát rồi nói, được, chú sẽ nhận số tiền này. Đợi đến khi chú có tiền sẽ trả lại cho cháu, trả cả vốn lẫn lãi, một xu cũng không thiếu. Tề Đẳng Nhàn cười nói, được, cứ như vậy đi, chú cứ nhận 500 triệu trước đi. Lúc này Triệu Tân Lan chạy tới, vẻ mặt tươi cười, nói Tiểu Lý à, hay là vào trong uống hai ly cà phê rồi đi. Cậu đắc tội với Liên Thắng mà cứ đi lại lung tung bên ngoài thế này thì rất nguy hiểm đấy. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy buồn cười, tốc độ lật mặt của Triệu Tân Lan này đúng là nhanh thật đấy. Hứa Ước Ngọc nhìn thấy biểu hiện này của mẹ, đưa tay vỗ trán mình, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Ngay cả Hứa Trường Ca bên cạnh cũng cảm thấy cảm xúc trên mặt mình có chút không kiểm soát được, biểu hiện chê nghèo yêu giàu này của Triệu Tân Lan quá rõ ràng rồi. Dì Triệu, cháu không uống cà phê đâu ạ, bây giờ cháu còn có chút việc, đợi sau này có thời gian cháu lại đến thăm mọi người. Nhìn đống tiền mặt chất đầy trên sân, khóe miệng của Triệu Tân Lan sắp không khép lại được. Hứa Trường Ca nhìn bà một cái, nói, bây giờ bà đã biết Tiểu Lý lợi hại thế nào chưa, tôi đã nói rồi. Cậu ta không phải là người đơn giản đâu. Triệu Tân Lan vội vàng nói, vâng vâng vâng, ông Hứa là người tinh mắt nhất, lúc trước là do tôi không có mắt. À còn nữa, Tiểu Ngọc, sau này con nhớ phải thường xuyên hẹn Tiểu Lý đến nhà ăn cơm đấy nhé. Hứa Ước Ngọc tức giận liếc nhìn Triệu Tân Lan một cái, đồng thời trong lòng lại có chút khó chịu, thì ra Tiểu Mập Mạp vẫn luôn lợi hại như vậy, thế mà mình vẫn luôn hiểu lầm người ta. Lúc trước còn nói những lời như thế, bây giờ nhớ lại, quả thực cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Từ bữa tiệc ngày hôm qua, Hứa Ước Ngọc đã mơ hồ cảm giác được Tề Đẳng Nhàn không hề đơn giản, nếu hắn không có tài đức gì, thì sao có thể khiêu vũ với Hoàng Tình Ca và cả Millicent chứ? Tề Đẳng Nhàn nhận được tiền của ông chủ quan, đương nhiên phải đi tạm biệt Hoàng Kỳ Bân một tiếng. Đến bệnh viện, hắn liền thấy Hoàng Kỳ Bân đang thảnh thơi nằm chơi điện thoại di động trên giường bệnh, làm gì có dáng vẻ của việc bị chấn động não. A Bân, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười chào hỏi. Anh vẫn nên gọi tôi là Lão Hoàng đi, đừng gọi tôi là A Bân. Hoàng Kỳ Bân để điện thoại xuống, vẻ mặt hơi đen đi. Tề Đẳng Nhàn nói, chuyện thế này, ông chủ quan đã đem tiền cho tôi, ước chừng 500 triệu, anh xem, tôi chia cho anh bao nhiêu thì được. Hoàng Kỳ Bân đưa mắt đánh giá cái con hàng này hơn nửa ngày, sau đó hừ lạnh một tiếng, nói tôi không cần tiền. Dù sao, cha tôi cũng là thị trưởng, nếu để tôi cầm số tiền này, ít nhiều gì cũng tồn tại một số vấn đề. Tề Đẳng Nhàn giơ ngón tay cái lên, nói A Bân, quả nhiên suy nghĩ của anh rất sáng suốt, biết tiền nào có thể cầm, tiền nào không thể cầm. Hoàng Kỳ Bân nói, có điều, ông chủ quan này cũng biết cách buông bỏ đấy. Có thể lấy ra nhiều tiền như thế, đúng thật là khiến tôi được mở rộng tầm mắt. Không nên xem thường bản thân. Thật ra chúng ta còn có thể lấy được nhiều hơn. Tề Đẳng Nhàn nói. Cút, Hoàng Kỳ Bân quát. Hắn cảm thấy cái tên Tề Đẳng Nhàn này không có đạo nghĩa, chỉ biết dùng lời ngon ngọt để dụ hắn trở thành hố tiền. Hắn đúng thật là mù rồi mới nghĩ tên đó xem mình là bạn. Tiền đã lấy được rồi, A Bân, nếu không có việc gì thì cậu có thể đề nghị xuất viện, không cần phải ở lại bệnh viện để lãng phí tài nguyên quốc gia đâu. Tề Đẳng Nhàn nói. Mặt Hoàng Kỳ Bân càng đen hơn, cái này là lừa đảo, tất cả những lời ngon ngọt chỉ để lừa người thôi, chuyện xấu gì cũng muốn để hắn chịu trách nhiệm. Hoàng Kỳ Bân cảm thấy không thể chịu nổi cái tên chó chết này, sau này vẫn nên cố gắng trách tiếp xúc với hắn, nói không chừng đến một lúc nào đó không có tiền, hắn không lừa được người khác thì sẽ quay sang lừa mình. Tề Đẳng Nhàn cười hì hì chào tạm biệt Hoàng Kỳ Bân, trở về tìm Dương Quan Quan. Dương Quan Quan bây giờ là một phú bà, vừa đến Hương Sơn liền lập tức tiêu tiền như nước mua một tòa nhà cao cấp trị giá hơn 200 triệu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn thuận lợi đi vào, nhìn thấy khí giới luyện công được bày biện trong sân, thì âm thầm nhếch miệng, Dương Quan Quan này, đúng là không có thẩm mỹ gì cả. Thế mà lại trang trí đình viện thành kiểu dáng này, nhìn thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên cho lắm. Anh đã nói lời tạm biệt với mấy người Hứa gia chưa?
Dương Quan Quan mặc quần áo luyện công rộng thùng thình, mỉm cười hỏi. Mặc quần áo luyện công khá khó nhìn, tôi đề nghị nên mặc áo ba lỗ kết hợp với quần yoga. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc đưa ra gợi ý. Ăn mặc bó sát một chút, có thể giúp cô thắt chặt cơ bắp, cảm nhận được lực phát ra. Dương Quan Quan hung hăng trợn trắng mắt, cái lão già háo sắc này, cứ lấy cơ đó mà đổi hết bộ này đến bộ khác, nếu không phải bây giờ cô đã luyện ra chút gì đó, thì thật sự sẽ nghe theo. Dáng người Dương Quan Quan, không dám nói khoa trương hơn Tạp Mang San, nhưng trong số những người phụ nữ ở Hoa Quốc lấy uyển chuyển, hàm súc, dịu dàng làm chủ thì đây cũng là một sự tồn tại cực kỳ xuất sắc rồi. Nếu thật sự ăn mặc theo gợi ý của Tề Đẳng Nhàn, chậc, không biết lúc đó sẽ có bao nhiêu thằng con trai chảy máu mũi đây. Những ngày tiếp theo, Tề Đẳng Nhàn bắt đầu dốc lòng dạy dỗ Hoàng Sung và Dương Quan Quan, miễn cưỡng được xem như là làm được một việc công bằng. Sở dĩ nói là miễn cưỡng, bởi vì hắn và Dương Quan Quan ở cùng một chỗ, nếu có vấn đề, Dương Quan Quan có thể hỏi hắn ngay lập tức, bất cứ lúc nào cũng có thể được giải đáp. Trong quá trình đọc kinh thư mỗi ngày, Dương Quan Quan dần dần tìm được cảm giác tâm linh bình thản, khi nhớ lại bản thân mình lúc trước, quả thật có chút kiêu ngạo. Thời gian chênh lệch của nước Mỹ với Hoa Quốc không nhỏ, vào rạng sáng ngày hôm nay Tề Đẳng Nhàn nhận được điện thoại của Lý Vân Uyển gọi tới. May mắn không làm nhục mệnh, tập đoàn tài chính Boston đã hoàn thành bố cục của giai đoạn đầu, nhưng mà, nước Mỹ như con sư tử há mồm, thoáng cái đã ngoạm đi hơn 100 triệu đô la Mỹ. Lý Vân Uyển nói với giọng điệu rất nhẹ nhàng. Vậy thì tốt rồi, Vân Uyển quả nhiên có năng lực xuất sắc. Hơn đối với chúng ta mà nói 100 triệu đô la Mỹ, cũng không tính là nhiều. Tề Đẳng Nhàn nghe xong rất vui vẻ. Bố cục nước Mỹ, quan trọng nhất là cần thông qua tập đoàn tài chính Boston để câu lấy con mồi nhà họ Hà. Nếu thế lực không đủ để ra tay, thì có lẽ nhà họ Hà cũng sẽ mặc kệ. Ngành buôn bán trang sức này của nhà họ Hà làm ăn rất lớn, Tề Đẳng Nhàn muốn xác định địa điểm tập kích, lợi dụng thế lực của lão đồ Tề ở Myanmar, lợi dụng thế lực tài chính của tập đoàn Trần Thị, và lợi dụng tập đoàn tài chính Boston để gợi lên lòng tham của Hà gia. Chỉ cần nhà họ Hà gật đầu hợp tác với tập đoàn tài chính Boston, vậy nhất định chỉ có một con đường chết, giai đoạn đầu có lẽ sẽ nếm được ngon ngọt, nhưng đây đều là lợi ích mà Tề Đẳng Nhàn cố ý nhường lại. Lý Vân Uyển hỏi, bọn họ thật sự có thể gài bẫy được à? Tề Đẳng Nhàn nói, thủ lĩnh Hoàng Thị đang siết chặt dây thừng của nhà họ Hà, nếu muốn tiếp tục phát triển nhất định phải nghĩ đến chuyện hợp tác với bên ngoài, huống chi đây còn là tập đoàn tài chính Boston khổng lồ như vậy. Vì sao Hương Sơn Long Môn dám không nghe lệnh của Tổng hội? Không phải là bởi vì đang hợp tác với Hà gia có tài lực hùng hậu sao? Đừng nói là tổ chức xã đoàn. Cho dù là một quốc gia nếu có một địa phương bị chênh lệch kinh tế lớn cũng sẽ dễ dàng đứng dậy đấu tranh giành độc lập. Nói đi cũng phải nói lại, một người ở nước Mỹ thật là nhàm chán, nhất là còn không thể đi đến trước sân khấu, chỉ có thể ở phía sau màn điều khiển. Lý Vân Uyển thở dài, nói sâu xa. Cô vất vả rồi, Tề Đẳng Nhàn nghe xong, cũng chỉ có thể nói bốn chữ như vậy. Công việc của Lý Vân Uyển quả thật rất nặng nề. Nhưng loại công việc chỉ có thể đứng sau màn này đương nhiên cô sẽ không thích, sở dĩ cô làm như vậy không phải đều là bởi vì kế hoạch của Tề Đẳng Nhàn sao. Một người con gái vì một người con trai mà hy sinh đến mức này thì tình cảm trong đó tất nhiên sẽ không thể nghi ngờ. Lý Vân Uyển nói, thư ký Romanov được giám đốc Hướng phái đến Mỹ, mấy ngày nữa sẽ đến báo danh, có cô ấy giúp đỡ tôi có thể thoải mái hơn một chút. Tề Đẳng Nhàn nói, được, cô ấy rất thông minh. Có thể giúp cô bày mưu tính kế, hai người các cô hợp tác, tôi thấy rất yên tâm. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lý Vân Uyển, Tề Đẳng Nhàn lại suy nghĩ rốt cuộc hắn làm như vậy là đúng hay sai, không phải muốn nói tư tưởng tất cả tôi đều muốn đúng hay sai, đây là phương châm mà hắn luôn tuân thủ, tuyệt đối không có thể thay đổi. Mà hắn đang suy nghĩ, trọng trách lớn lao như vậy giao cho Lý Vân Uyển, khiến cô ấy cũng bị liên lụy theo rốt cuộc là đúng hay sai. Chỉ là đó cũng là mong muốn của Lý Vân Uyển. Thời điểm lúc trước ở Trung Hải vẫn vui vẻ hơn một chút, nhưng mà, trở về đế đô, là chuyện mà nhất định tôi phải làm được. Tình hình bố trí giai đoạn đầu ở nước Mỹ đã kết thúc, tiếp theo chỉ cần chờ nhà họ Hà mắc câu là được. Tề Đẳng Nhàn lại nói chuyện với Trần Ngư bằng điện thoại, để cho cô vào lúc quan trọng nhất làm cho trang sức Trần Thị chèn ép trang sức Hà Thị,
còn thời gian ra tay là lúc nào thì vị ngự tỷ Trần Ngư này còn hiểu hơn hắn rất nhiều. Trần Ngư nói thẳng thừng, tôi biết Từ Ngạo Tuyết chạy đến Hương Sơn tìm quan hệ là muốn lấy thuốc quân dụng để lôi kéo đám quân phiệt về phe với cô ta. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi đã đồng ý đưa thuốc cho cô ấy rồi, chuyện này có gây phiền phức cho cô không? Trần Ngư liền nói, tuy rằng Nam Dương khá loạn, nhưng quân chính phủ lại bị nhà họ Trần chúng tôi nắm trong tay chặt chẽ, lương thực quân đội cũng lấy ra từ trong xí nghiệp nhà họ Trần. Những quân phiệt kia chỉ biết nói linh tinh, không thể tạo thành sóng gió gì đâu, anh cứ đưa cho cô cũng được. Tề Đẳng Nhàn cười nói, vậy thì tốt rồi. Nhưng mà, có một thế lực quân phiệt có mối quan hệ sống chết với cô ta, bọn chúng cũng biết cô ấy đến Hương Sơn để tìm kiếm thuốc thang cho quân. Chắc hắn bọn họ sẽ không ngồi yên đây. Trần Ngư nhắc nhở. Đã xảy ra chuyện gì? Tề Đẳng Nhàn hỏi. Tranh giành tình nhân ấy mà. Con trai của tên quân phiệt đó khi gặp Từ Ngạo Tuyết đã đùa giỡn cô ấy vài câu, sau đó những người xung quanh bất mãn, không quá 2 giờ sau, tính cả 10 mấy bảo tiêu nữa đã bị loạn thương giết chết trên đường phố. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nói, tranh giành tình nhân này cũng thật trâu bò rồi đấy. Thả Từ Ngạo Tuyết về cổ đại, không phải là cô ấy thành điêu thuyền rồi sao? Trần Ngư nói, cô ấy lợi hại hơn điêu thuyền. Điêu thuyền hy sinh bản thân, đi cùng Lữ Bố và Đồng Trác. Từ Ngạo Tuyết lại đùa giỡn con trai của mấy quân phiệt và nhị thế tổ của mấy nhà quan lớn ở Nam Dương, khiến người khác chỉ hận không thể quỳ xuống hôn ngón chân ta. Từ Ngạo Tuyết là thiên chi kiêu nữ của đại gia tộc ở Đế Đô, đã gặp qua vô số việc đời, đầu óc cũng sáng suốt hơn nhiều so với người khác. Hơn nữa bản thân cô ta vốn đã xinh đẹp lại có khí chất, nếu nói cô ta đùa giỡn những nhị thế tổ như rắt dế nhũi ở Nam Dương thì cũng không có gì ngạc nhiên. Hừ, nói với anh những thứ này là để cho anh cẩn thận, không nên bị loạn thương của người khác chém chết. Trần Ngư trêu đùa nhắc nhở một câu. Từ Ngạo Tuyết sẽ không lấy chuyện của tôi ra ngoài nói lung tung, thật ra cô ấy tương đối lạnh lùng ngạo mạn, không giống cô, là một nhà phê bình điên cuồng. Tề Đẳng Nhàn nói. Trần Ngư tức giận nói, anh nói ai điên đấy? Có tin đêm nay tôi cho anh xem đại điêu manh muội không? Tề Đẳng Nhàn cắn răng nói, sớm muộn gì ông đây cũng phải ăn cá luộc. Sau khi nói xong lời này, hắn bốc một tiếng cúp điện thoại, lúc trước Lý Vân Uyển chẳng qua chỉ ảnh hưởng đến tốc độ rút đao của hắn, nhưng Trần Ngư luôn điên cuồng phê bình, cũng có thể phá hư đạo tâm của hắn, hủy đi căn cơ. Đêm nay Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ rất nhiều. Cũng không thể ngủ thoải mái. Ngày hôm sau sau khi dẫn Hoàng Sung và Dương Quan Quan luyện công xong, Hoàng Sung mời Dương Quan Quan và Tề Đẳng Nhàn đi tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng mới của vị hôn thê Nam Thiến. Việc làm ăn của Nam Thiến vốn đã sắp sụp đổ, còn nợ kéo dài quá lâu, nhưng sau khi Dương Quan Quan đi tới Hương Sơn giúp đỡ, thì liền có chuyển biến tốt đẹp, những số tiền kia phần lớn đều thuận lợi lấy lại được, công ty tiến thêm một bước lớn. Tuy rằng vẫn chỉ là một công ty nhỏ, giá trị thị trường không cao, nhưng nếu muốn trải qua cuộc sống đầy đủ ở loại thành phố có giá trị đắt đỏ như Hương Sơn thì cũng không thành vấn đề. Cũng tốt, nói thế nào cũng tôi cũng là sư phụ của cậu, cửa hàng vị hôn thê của cậu của mới khai trương, theo lý nên mừng tiền lì xì mới phải. Nhưng mà cậu cũng phải chú ý. Lúc ở trước mặt người khác, gọi tôi là Lý Tổng là được rồi, nếu để thân phận của tôi bị bại lộ. Thì cậu chết chắc với tôi đấy. Tề Đẳng Nhàn vui vẻ nhận lời mời. Hoàng Sung liên tục gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ, có quỷ mới tình nguyện gọi sư phụ song thiêu, cũng không có một tí công bằng nào, đối với đồ đệ Dương Quan Quan thì hết sức chú ý, còn anh ta thì giống như đồ đệ hoang dã hơn. Sư tỷ, công ty của Nam Thiến có thể chuyển nguy thành an, thật may là nhờ có chị trợ giúp. Sư đệ ở đây, cảm kích không thôi. Về sau sư tỷ có chuyện gì chỉ cần mở miệng ra hỏi, cho dù là núi đao biển lửa tôi cũng không từ chối. Hoàng Sung chắp tay với Dương Quan Quan, thành khẩn nói. Dương Quan Quan lại lắc đầu, người một nhà mà lại nói cái gì như người hai nhà vậy, hơn nữa, lúc nào không có người ngoài thì tốt nhất anh nên gọi tôi một tiếng sư nương. Hoàng Sung xấu hổ gãi gãi đầu, nói với Dương Quan Quan. Cả đời này tôi rất hiếm khi gặp được quý nhân nguyện ý giúp đỡ mình nên công ơn của cô, tôi khắc cốt ghi tâm. Dương Quan Quan cười nói, được rồi, anh quay về chuẩn bị đi. Buổi chiều tôi sẽ đến đó với sư phụ anh, tiện thể đem theo đơn đặt hàng từ chỗ Nam Thiến.
Tôi đặt cho anh hai bộ quần áo từ chỗ Nam Thiến, tuyệt đối không thua kém gì so với thương hiệu nước ngoài, về nhà thử đi. Quay trở lại biệt thự của Dương Quan Quan, cô ấy lấy ra hai bộ tây trang. Tề Đẳng Nhàn nói, thật hiếm mới thấy cô có tâm như vậy, còn đặc biệt đặt một bộ to. Có thể thấy Dương Quan Quan còn suy nghĩ cho cơ thể to lớn của Tề Đẳng Nhàn sau khi dịch dung, vậy nên cô mới đặt ở bên Nam Thiến hai bộ quần áo, một bộ là cho vóc dáng vốn có của Tề Đẳng Nhàn, một bộ là cho vóc dáng sau khi dịch dung của hắn. Thay đồ thử đi, tôi chuẩn bị cho tất cả quản lý cấp cao của tập đoàn Dương Thị về sau đều đặt đồ ở đây. Dương Quan Quan vừa cười vừa nói. Tề Đẳng Nhàn cũng không nói nhiều, thay bộ đồ Dương Quan Quan chuẩn bị cho mình. Thực sự rất vừa vặn, chất liệu cao cấp, tay nghề tinh tế. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn hơi hơi gật đầu, nói với Dương Quan Quan, nói đến tây trang thủ công, mọi người đều nghĩ đến phần lớn là thương hiệu nước ngoài. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hoa Quốc không phải nơi phát minh ra tây trang, phương diện này chắc chắn không bằng nước ngoài, tôi cảm thấy Nam Thiến có thể tìm lối tắt khác, làm thủ công cao cấp cho Hoa Quốc của chúng ta. Tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là bây giờ thời cơ vẫn chưa chín muồi. Phải để cô ấy làm cho thương hiệu của mình lớn mạnh rồi hãy nghĩ tiếp, nếu không thì sẽ chẳng có ai nguyện ý đặt hàng đâu. Dương Quan Quan nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới, không thể không nói, cơ thể của tên cẩu nam nhân này thật đẹp. Mặc vào thì nhìn gầy, cởi ra thì có da có thịt. Dương Quan Quan đứng trước mặt Tề Đẳng Nhàn, giúp hắn chỉnh sửa vạt áo, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp, nhìn thế nào cũng đẹp. Hôm đó cô nói với tôi ba từ kia, có thể nói lại cho tôi nghe được không? Tôi muốn nghe lại, Tề Đẳng Nhàn không nhịn được mà hỏi. Ba từ, Dương Quan Quan cũng không nói hai lời, lập tức đáp lại hắn. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, nói, không phải cái này. Dương Quan Quan tò mò hỏi, thế là cái nào chứ? Tề Đẳng Nhàn trả lời, đương nhiên là. Hả, cô muốn lừa tôi à? Sắc mặt Dương Quan Quan nhất thời không vui, chậm rãi nói, anh nói với tôi điều đó khó thế sao? Tề Đẳng Nhàn đáp lại, cô nghe cho rõ đây. Dương Quan Quan làm bộ rửa tai nghe ngóng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn rất dịu dàng nói, I love you. Nói tiếng nước ngoài nhưng ý nghĩa lại như nhau. Dương Quan Quan lập tức đỏ bừng mặt, hai mắt thẹn thùng lấp lánh. Trong lòng Tề Đẳng Nhàn rất đắc ý. Mặc dù tiếng Hoa Quốc uyên bác thâm sâu, nhưng thỉnh thoảng tiếng nước ngoài lại rất có ích. Bởi vì, yêu trong tiếng nước ngoài có thể chỉ số ít mà cũng có thể chỉ số nhiều. Nó có thể chỉ được một người mà cũng có thể chỉ được nhiều người. Trong lúc nói câu này, Tề Đẳng Nhàn còn thuận tiện gộp thêm Lý Vân Uyển và Jin Va vào. Nghiêm túc mà nói, thì Tề Đẳng Nhàn đang nói, tôi yêu các em. Không thể không nói. Tình trường của nhị đương ra đôi lúc khiến cho người xem phải nóng mắt, nhưng đôi lúc đầu óc đỉnh cao cũng phải làm cho Hải Vương phải cúi đầu khi gặp hắn. Iloveyoutu, Dương Quan Quan trả lời lại Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nghe được ngại ngùng, nhưng Dương Quan Quan rõ ràng không biết Tề Đẳng Nhàn là tâm cơ boy, vậy nên khi cô ấy nói câu này, căn bản là không có cách dùng số nhiều của yêu. Kể cả hắn có IQ thấp thế nào cũng biết giờ phút này hắn nên đưa tay ra ôm lấy phú bà nhỏ trước mặt, sau đó là hôn người ta, đương nhiên cũng không thể thiếu được việc vươn lưỡi ra. Tề Đẳng Nhàn lần trước dùng đầu lưỡi là ở lần trước, hai, thật đúng là nói như không nói vậy. Lần trước đương nhiên không phải ở chỗ Từ Ngạo Tuyết, với cô ta thì không dám làm vậy, Kim Trung Cháo và Thiết Bố Sam tuy rằng lợi hại, thế nhưng luyện không được đầu lưỡi, rất có nguy cơ bị cắt đứt luôn. Dương Quan Quan cũng không nghi ngờ vì sao Tề Đẳng Nhàn lại nói ba từ này bằng tiếng nước ngoài, cô ấy chỉ nghĩ rằng Tề Đẳng Nhàn cũng giống bao người đàn ông bình thường khác ở Hoa Quốc, tương đối kín đáo, đối với chuyện nói anh yêu em ba từ này cũng khó mà mở miệng. Rõ ràng Dương Quan Quan còn chưa hiểu rõ Tề Đẳng Nhàn, hoặc có thể nói hiểu biết ở phương diện này vẫn còn kém, vì thế nên trước giờ Tề Đẳng Nhàn chưa từng bị lộ bản chất thật. Nếu được gặp anh sớm hơn vài năm là tốt rồi. Dương Quan Quan nhìn không được mà cảm thán một câu với Tề Đẳng Nhàn. Hiện tại gặp cô vừa hay, hơn nữa, tôi cũng được tận hưởng lạc thú. Tề Đẳng Nhàn luồn tay vào mái tóc ngắn của Dương Quan Quan, âu yếm vuốt ve xoa đầu cô. Nhìn lại hơn 20 năm cuộc đời, thấy bản thân mình vô dụng lại hèn nhát như một con chuột.
Vậy nên, quãng đời còn lại, tôi sẽ dùng hết sức của mình để bảo vệ tình cảm khó có được này. Dương Quan Quan kiên định nói. Nếu lần sau còn xảy ra chuyện giống Lục đại ca như thế này thì tôi không cho phép anh giấu tôi. Tôi muốn cùng anh hành động, bất kể phải trả giá gì cũng muốn. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói, không dễ gì cô mới có thể đạt được như ngày hôm nay, tôi sợ cô hối hận. Dương Quan Quan lại đáp, nếu không được cùng anh trải qua những chuyện này thì tôi mới hối hận. Những lời mà Dương Quan Quan nói ra làm Tề Đẳng Nhàn cảm động đến nói không nên lời. Thật là không phí công thương cô mà, Tề Đẳng Nhàn cười, trong lòng đắc ý bản thân có thể có được cô gái tốt như Dương Quan Quan. Đợi đến khi thời gian hẹn trước buổi chiều sắp đến, Tề Đẳng Nhàn thấy Dương Quan Quan vẫn ở trong nhà vệ sinh đánh răng, liền nói, đừng đánh răng nữa, đây đã là lần thứ ba cô đánh răng rồi. Dương Quan Quan hừ một tiếng. Cô quay đầu lườm hắn. Đừng nhìn Dương Quan Quan đã từng đi du học, thực chất cô là một cô gái bảo thủ. Nếu không phải do hôm nay tình cảm nồng đậm, lại thêm tên khốn lưu manh dụ dỗ lừa cô thì Dương Quan Quan cũng không cần buổi chiều phải đi đánh răng. Hai người rất nhanh đã đến chi nhánh mới mở của Nam Thiến. Ở cửa tiệm bên này đang răng đèn kết hoa, còn bày đầy lãng hoa, hơn nữa còn mời thêm đội chuyên múa lân đến múa chúc mừng. Hoàng Sung đứng bên cạnh Nam Thiến, khắp mặt đầy ý cười. Nam Thiến cũng đang cầm tay một bé gái, cả mặt đều là nụ cười hạnh phúc. Khung cảnh này làm cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy ấm áp. Tề Đẳng Nhàn nhìn Nam Thiến một cái, nàng dâu của đồ đệ thật xinh đẹp, chỉ riêng khuôn mặt đã chấm 90 điểm rồi. Chúc mừng khai trương, Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan cùng đi lên, vừa cười vừa chúc mừng. Sư tỷ. Còn có, Lý Tổng, mọi người đến rồi sao? Hoàng Sung vội vàng tiếp đón bọn họ. Nam Thiến nói với Dương Quan Quan, cô Dương, thật sự rất cảm ơn cô, may rằng lần này có cô, tôi mới có thể bước qua khó khăn, thậm chí còn có thể mở thêm một chi nhánh nữa. Hoàng Sung lại giới thiệu với Nam Thiến, vị này là Lý Tổng của Nam Dương, cũng là quý nhân của anh. Tiểu Thiến, hai người làm quen nhau chút đi. Nam Thiến khẽ cúi đầu với Tề Đẳng Nhàn. Nhân nhân, con còn không mau gọi chú đi, Nam Thiến nói với con gái của mình. Nhân nhân chớp đôi mắt to của mình, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, nói, con chào chú béo ạ. Nụ cười trên mặt Tề Đẳng Nhàn đông cứng trong giây lát. Một tiếng chú béo của con gái Nam Thiến đã trực tiếp làm cho không khí ở hiện trường có chút ngượng ngùng. Chỉ là lời nói của trẻ con không cần bận tâm, sẽ không có ai giữ chuyện này trong lòng. Lý Tổng, thực sự xin lỗi anh, Nam Thiến vội vàng nói, nhân nhân, con gọi chú là được rồi, không cần phải đặc biệt thêm một tính từ vào phía sau. Vậy con thêm hai từ nhé, con gọi là chú béo ị được không? Nhân nhân mở to đôi mắt vô tội, hỏi mẹ mình. Hoàng Sung không nhịn được nữa, quay đầu cười rộ lên. Tề Đẳng Nhàn cũng không nhịn được cười, thôi được rồi, tùy theo ý con bé đi, con bé thích gì thì gọi như thế. Không có vấn đề gì đâu. Cửa hàng mới của Nam Thiến có diện tích không to lắm nhưng cách trang trí lại độc đáo, làm cho mọi người cảm thấy rất có phong cách và đáng để thưởng thức. Dương Quan Quan nói, kiểu dáng của những bộ quần áo này đều do Nam Thiến hao tâm tổn sức mà thiết kế ra, quả thật là rất đẹp. Nam Thiến vội vàng đáp lại, cô Dương quá khen rồi, tôi chỉ có chút tài mọn này thôi, không dám nhận lời khen của cô đâu. Nếu không có sự giúp đỡ của cô, e rằng bây giờ tôi đã đóng cửa phá sản, còn phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Khách đến tham gia buổi khai trương cửa hàng ngày hôm nay chia làm hai loại, một phần trong số đó là bạn bè của Nam Thiến, một số còn lại là khách quen của cửa hàng trước đây. Sau khi dạo qua một vòng cửa hàng, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Nam Thiến thật sự có chút tài hoa, cô tự mình thiết kế ra từng này quần áo đẹp, hơn nữa còn là làm thủ công, tuy rằng giá cả có hơi cao nhưng xem xét kỹ thì lại cảm thấy rất đáng tiền. Chất lượng đồ đạc ở đây cũng không thua gì các thương hiệu đắt tiền đẳng cấp cả. Nam Thiến, nghe nói cô khai trương cửa hàng mới nên tôi đặc biệt đến đây để chúc mừng cô. Lúc này có một người phụ nữ ung dung bước vào cửa hàng, trên mặt còn mang theo ý cười mỉa mai. Nam Thiến sau khi nhìn thấy người phụ nữ này thì khuôn mặt liền trở nên trắng bệch, lạnh lùng nói, Sở Vũ, nơi này không hoan nghênh cô mau lập tức cút đi cho tôi. Hoàng Sung nghe thấy người phụ nữ này tên là Sở Vũ, anh ta đột nhiên nắm chặt nắm tay,
trong mắt hiện lên toàn là sát khí. Người phụ nữ tên Sở Vũ này trước đây chính là bạn thân cũ của Nam Thiến, cô ta cũng là người đã tiếp tay giúp cho tên Nghiêm Động hạ thuốc Nam Thiến vào ngày cô buồn bã nhất, từ đó mới tạo nên bi kịch của Nam Thiến. Này, sao cô lại có thể nói như thế chứ? Hôm nay tôi đặc biệt đến đây để chúc mừng cô đấy, cô lại muốn đuổi tôi đi sao? Sở Vũ cười nói. Cô đừng quên cô có được ngày như hôm nay phần lớn là nhờ công của tôi đấy. Tính ra, cô còn chưa cảm ơn tôi luôn nhỉ? Nếu không phải hôm đó tôi dẫn cậu Nghiêm đến thì làm sao mà cô lại có được 8 triệu tệ sau chuyện đó chứ? Không phải cô dựa vào 8 triệu này để lấy vốn khởi nghiệp đi kinh doanh sao? Còn muốn trách móc gì tôi nữa? Nam Thiến nghe Sở Vũ nhắc đến chuyện trước kia, tức giận run người, sắc mặt cô cũng bắt đầu tái nhợt, nghiến răng nói, loại tiện nhân vô liêm sỉ như cô vậy mà trước đây tôi lại có thể coi là bạn tốt được, khi đó mắt tôi đúng là mù lòa mà. Tề Đẳng Nhàn và Dương Quan Quan không khỏi nhìn về hướng của Sở Vũ, ánh mắt của hai người cũng dần trở nên đáng sợ. Là một người bạn tốt, tôi đây chính là đang giúp cô đấy. Tên rác rưởi Hoàng Sung này mà so với cậu Nghiêm thì đến tư cách sách xếp cho người ta cũng không có, chẳng biết tại sao cô lại có mắt không chịu thấy Thái Sơn lâu như vậy. Sở Vũ cười lạnh, nói. Nam Thiến chặn Hoàng Sung và con gái Nhân Nhân ở đằng sau mình, cô sợ Hoàng Sung quá kích động mà trực tiếp động thủ gây rắc rối, cũng sợ rằng con gái sẽ nghe được những điều không nên nghe thấy từ cái mồm bẩn thỉu của Sở Vũ. Sở Vũ nhìn ánh mắt Hoàng Sung đối diện với bản thân như đang muốn giết chết mình. Không khỏi cười, nói, sao cơ? Muốn động thủ với tôi à? Anh quên mất lúc đầu cái chân kia tại sao lại bị người ta đánh gãy rồi à? Vết thương lành rồi lại quên đi đau đớn sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Vũ vỗ tay ra hiệu, sau đó một nhóm người đàn ông lực lưỡng đi vào cửa hàng. Nào, treo món quà của tôi dành cho người bạn thân Nam Thiến này lên đi. Sở Vũ cao giọng ra lệnh. Những người đàn ông lực lưỡng này xé toạc túi đựng, tức khắc. Từng bộ áo quan từ bên trong rơi ra, bọn họ cầm lấy áo quan rồi chuẩn bị treo nó vào trong cửa hàng. Nam Thiến khai trương cửa hàng quần áo, Sở Vũ lại nhân lúc này muốn treo áo quan chuyên dùng cho người chết vào trong cửa hàng, thực sự là một kẻ độc ác, không hề chừa đường sống cho người khác. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì đến lúc đó cửa hàng sẽ làm ăn như thế nào đây? Ai lại muốn bước vào đây mua quần áo nữa chứ, chỉ sợ họ vừa bước chân vào đã cảm thấy xui xẻo rồi. Lúc này Dương Quan Quan tiến lên một bước, lạnh nhạt nói, cô muốn mặc những bộ quần áo này rồi để người ta khiêng từ đây ra ngoài sao? Sau khi Sở Vũ nhìn thấy Dương Quan Quan, cô ta không khỏi cười nói, tôi biết cô là ai, cô là con gái rượu nhà họ Dương ở Thượng Hải. Tôi đây tốt bụng nên khuyên cô tốt nhất đừng có nhúng tay vào chuyện này, nếu không chưa chắc cô đã còn mạng để mà quay về Thượng Hải đâu. Dương Quan Quan đã hiểu ngay rằng Sở Vũ dám tác oai tác quái ở đây như vậy là do có người chống lưng đằng sau sai khiến, thế nên cô ta mới chọn hôm nay đến đây để gây chuyện. Nếu không phải như thế thì loại phụ nữ mồm mép tép nhảy này Dương Quan Quan chỉ cần giơ tay lên một cái là có thể tiện tay tát chết cô ta ngay. Mấy người còn ngẩn người cái gì chứ, nếu không treo áo quan lên bây giờ thì bao giờ quay về ta sẽ cho mấy người mỗi người một bộ để mặc đấy. Sở Vũ quay đầu nhìn đám thuộc hạ mình mang tới, lạnh nhạt nói. Những người đàn ông to lớn này bừng tỉnh, bắt đầu lấy giá treo quần áo treo áo quan lên. Nam Thiến không kìm được nước mắt trước tình cảnh này, nước mắt tuôn trào không ngừng, trong lòng cô bây giờ chỉ có sự khổ sở. Cô chỉ cảm thấy bản thân mình số khổ, bao nhiêu năm qua đi rồi mà chuyện cũ vẫn không chấp nhận buông tha cho cô. Hoàng Sung muốn động thủ nhưng vai lại bị Tề Đẳng Nhàn giữ lại. Hắn lạnh lùng nói, để cho bọn chúng treo lên đi. Sở Vũ nhìn người trẻ tuổi béo núc ních, không khỏi cười nói, hiểu rõ tình hình như vậy là tốt, nếu như vận mệnh muốn cưỡng hiếp cô lại không đủ sức để phản kháng lại thì hãy hưởng thụ nó đi. Nam Thiến nức nở hỏi, Sở Vũ, cô rốt cuộc muốn làm gì? Tôi sao? Tôi có muốn làm gì đâu chứ? Tôi chỉ nghĩ gần đây cô sống thật tốt, có tiến bộ. Thế cho nên tôi muốn mang đến cho cô một chút phần thưởng để khen ngợi mà thôi. Sở Vũ cười tủm tỉm nói, cô ta nhìn thấy từng bộ rồi từng bộ áo quan được treo lên giá quần áo, nhất thời cả mặt đều giãn ra thỏa mãn vô cùng. Nam Thiến hỏi cô ta, rốt cuộc cô muốn như thế nào mới đồng ý buông tha cho tôi đây hả? Tôi đã bị cô hại đủ thảm rồi đấy.
Sở Vũ đáp lại, rất đơn giản thôi, cô từ bỏ quyền giám hộ cho nam nhân nhân đi, tôi sẽ mang áo quan rời đi ngay lập tức. Hơn nữa, từ nay về sau tôi cũng không làm phiền đến cuộc sống hạnh phúc của cô với phế vật Hoàng Sung nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, cô thấy sao? Nam Thiến nghe cô ta nói xong mấy lời này, ngay lập tức giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, phẫn nộ nói, không thể nào, cô đừng có nằm mơ đến chuyện này. Có phải Nghiêm Động cử cô tới đây không? Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giao nhân nhân cho tên xúc sinh như hắn ta. Chuyện năm đó của Nam Thiến, sau khi Hoàng Sung trở về đã gây ra náo động không nhỏ, thế nhưng đến cuối cùng chuyện này vẫn bị thế lực nào đó đè xuống. Trước đó Nghiêm Động cũng muốn giành quyền nuôi nhân nhân với Nam Thiến, thế nhưng Nam Thiến thể chết không buông, sự tình suýt chút nữa gây ra ầm ĩ to, cuối cùng nhà họ Nghiêm đã ra mặt kiềm chế Nghiêm Động. Điều này cũng là nhờ vào những mối quan hệ trước đây của Hoàng Sung. Hoàng Sung và Nam Thiến bị người khác ức hiếp như vậy, lão đại năm đó che chở cho Hoàng Sung đương nhiên cũng không vừa mắt chuyện này, mặc dù không dám đắc tội với nhà họ Nghiêm nhưng có thể thuận nước đẩy thuyền mà tạo ra cơn sóng dư luận. Ha ha, cô vậy mà vẫn không chịu chấp nhận, vậy thì được thôi. Chuyện ngày hôm nay chỉ là cảnh báo nhỏ cho các cô thôi, nếu cô không từ bỏ quyền nuôi con thì chỉ còn một con đường chết. Những bộ áo quan này, cô phải nhớ giữ cho thật kỹ, nếu cô vứt nó đi thì ngày mai tôi sẽ lại cho người đến tặng cô, Sở Vũ khinh bỉ cười lên. Đến lúc này Tề Đẳng Nhàn cuối cùng cũng mở miệng ra, cười nhẹ nói, cô không mua những bộ áo quan này về mặc cho người nhà của cô sao? Câu nói của hắn khiến Sở Vũ ngay lập tức dừng bước. Sắc mặt của Nam Thiến trở nên trắng bệch, lắc đầu với Tề Đẳng Nhàn, nói, Lý Tổng, chuyện đen đủi này tự tôi chịu là được rồi, anh đừng quan tâm đến tôi. Người đằng sau cô ta chắc chắn là Nghiêm Động, chúng ta không thể chọc vào hắn ta được đâu. Tề Đẳng Nhàn liền đáp lại, cô mới khai trương cửa hàng được ngày đầu tiên, tại sao không thể có đơn đặt hàng chứ? Nếu cô Sở đã mang nhiều áo quan đến như vậy thì hãy mua hết về cho người nhà dùng đi. Sở Vũ tối sầm mặt lại, nói tạp chủng chó má, mày nói cái gì? Mày có tin tí nữa tao sẽ cho mày mặc áo quan vào quan tài không? Dương Quan Quan đã lặng lẽ đứng ở cửa, dường như là để ngăn cản những tên gây sự này đột ngột chạy đi. Có rất nhiều áo quan được treo trong cửa hàng quần áo của Nam Thiến khiến cho người qua đường bị thu hút bao quanh xung quanh xem, ai nấy cũng đều rất kinh ngạc. Cửa hàng này không phải bán quần áo dành cho người bình thường sao, tại sao chưa gì đã treo đầy áo quan dành cho người chết rồi? Tôi không tin những lời bậy bạ cô nói đâu, Tề Đẳng Nhàn vừa nói, vừa đưa tay tháo giữa áo quan xuống, mua về cho người nhà cô dùng đi, mỗi bộ 1 triệu tệ. Sở Vũ híp mắt lại. Cười nói, con chó này, mày muốn chôn hết cả nhà Nam Thiến sao? Biết tao là người cậu Nghiêm phái đến mà còn dám diễn với tao. Biết những người bên cạnh tao là ai không? Song bài nhà họ Diệp ở kinh đảo mày đã nghe qua chưa? Những người này đều là người mà cậu Nghiêm mượn từ song bài nhà họ Diệp đấy. Tề Đẳng Nhàn nghe Sở Vũ nói mấy tên lưu manh mà cô ta mang đến là người của nhà họ Diệp ở kinh đảo. Trên mặt hắn không khỏi nở ra nụ cười đầy ẩn ý. Diệp Kế Hùng dưới tay Tề Đẳng Nhàn đã thua 2 vố lớn, nhân vật quan trọng như Diệp Chi Huyền cũng bị hắn một chiêu bạo đầu, quan hệ giữa hắn và nhà họ Diệp đã kết rất sâu rồi. Huống hồ đám tạp chủng nhà họ Diệp còn cho nổ chiếc xe Ferrari SF90 của hắn. Người nhà họ Diệp, sắc mặt Nam Thiến đột nhiên cứng đờ. Thành phố Kinh Đảo với thành phố Hương Sơn chỉ cách nhau một bờ biển trước mặt. Nhà họ Diệp mặc dù mở sòng bài ở kinh đảo, nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ ở Hương Sơn cũng không nhỏ. Năm đó, tổ tông nhà họ Diệp phát tài ở Hương Sơn, dựa vào cướp bóc chém giết mà tích lũy được tài sản, sau đó mới chạy đến kinh đảo rồi đàm phán với thần bài lúc bấy giờ ở kinh đảo, rồi có được chỗ đứng vững mạnh. Ở Hương Sơn và kinh đảo có 2 gia tộc không nên động vào, gia tộc ở Hương Sơn chính là nhà họ Lôi. Nhà họ Lôi này đã cắm rễ rất sâu ở Hương Sơn. Năm đó dưới áp lực của các nước lớn phương Tây, bọn họ không sợ gì mà vận chuyển các loại dược liệu quý giá vào nội địa thông qua con đường riêng. Sau khi thế cục ở Hương Sơn ổn định, nhà họ Lôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các quan chức cấp cao của Hoa Quốc, nhà họ Lôi đã có được địa vị không thể thay thế được ở Hương Sơn. Mà lý do không thể động vào nhà họ Diệp ở kinh đảo là vì vốn dĩ tổ tông đã là thổ phỉ thì con cháu cũng mang trong mình bản chất thổ phỉ, chỉ cần động tay là sẽ giết chết người ta.
người nhà họ Diệp rất cao siêu sao? Ngay tại lúc này, một ông lão khoảng chừng 60 tuổi mặc áo đuôi tôm nhìn như quản gia bước vào từ cửa. Mọi người quay đầu lại, sau khi nhìn thấy người kia, không khỏi cảm thấy sửng sốt. Tề Đẳng Nhàn cũng nhíu mày, hắn cũng chưa từng thấy ông lão này, người này có lai lịch như thế nào đây? Sở Vũ cười lạnh nói, người nhà họ Diệp không cao siêu thì ông cao siêu sao? Nhìn xuống Hương Sơn với kinh đảo xem có ai dám đắc tội với nhà họ Diệp đây. Kể cả trong tiểu thuyết trên mạng thì dám động vào người họ Diệp, chỉ có thể chết. Lão quản gia vẫn bình tĩnh nói, từ lúc nào mà vùng đất Hương Sơn này lại đến lượt người nhà họ Diệp diễu võ dương oai? Tay của Diệp Đức N bây giờ lại dài như vậy sao? Sở Vũ nghe thấy lão quản gia gọi trực tiếp tên chủ nhân nhà họ Diệp là Diệp Đức N, sắc mặt lập tức trùng xuống không ít. Lão già này có thể biết chi tiết nhà họ Diệp, còn có thể không kiêng nể như vậy, lai lịch chắc chắn thâm hậu. Ông là ai, muốn chen tay vào ân oán của chúng tôi sao? Sở Vũ lạnh lùng nói. Tôi sao, tôi chỉ là người trông coi nhà cửa cho nhà họ Lôi, không dám chen tay vào ân oán của cô. Ánh mắt của lão quản gia có chút lạnh lùng. Nhà họ Lôi sao? Người ở hiện trường nghe được lai lịch của ông lão, không một ai là không kinh ngạc. Dương Quan Quan nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, giống như muốn hỏi hắn đã móc nối quan hệ với nhà họ Lôi từ lúc nào. Nhà họ Lôi là gia tộc đẳng cấp hàng đầu sinh ra và lớn lên ở Hương Sơn, tổ tiên của nhà họ Lôi bán mạng đưa thuốc cứu mạng về nội địa sau lưng người phương Tây, lập nên công danh vang rộng sử sách. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, hắn không có quan hệ gì với người nhà họ Lôi cả. Nhà họ Lôi là một gia tộc cực kỳ kín tiếng. Thậm chí là hiếm khi thấy người nhà bọn họ xuất hiện bên ngoài, các yến tiệc cao cấp bọn họ dường như cũng không tham gia nhiều, ngay cả yến tiệc mà Hoàng Văn Lang tổ chức, bọn họ cũng chỉ cử ra một người đến hơi lộ mặt một chút mà thôi. Thế nhưng gia tộc kín mình như nhà họ Lôi lại không có một ai dám động vào. Động vào nhà họ Lôi chính là động vào thế hệ đại thần lớn tuổi ở đế đô, chính là tát vào mặt bọn họ. Suy cho cùng thì cả cái Hoa Quốc này đều nợ ân tình của nhà họ Lôi. Chân của Sở Vũ đột nhiên mềm nhũn khi nghe tới lời nói của lão quản gia. Tuy nói rằng không thể động vào nhà họ Lôi và nhà họ Diệp ở Hương Sơn và Kinh Đảo, thế nhưng gia tộc Thổ Phỉ dựa vào việc cướp bóc chém giết này đứng trước nhà họ Lôi thì chỉ là cái rắm. Năm đó cũng do nhà họ Lôi khoan hồng, không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện giang hồ, lúc nhà họ Diệp làm cho lửa cháy to, có người ở nhà họ Lôi ra mặt nói vài câu. Sau đó nhà họ Diệp đã chuyển từ Hương Sơn đến Kinh Đảo để phát triển. Trước mặt nhà họ Lôi, thật sự không ai dám giả vờ cao siêu. Sở Vũ khóe miệng run rẩy, nói, nhà họ Lôi từ trước đến nay không màng thế sự, đây là ân oán của chúng tôi, tại sao lần này nhà họ Lôi lại chen tay vào? Tôi chỉ là một người trông coi nhà cửa, không dám nhận đại diện cho nhà họ Lôi chen tay vào ân oán của các cô. Vị tổng quản nhà họ Lôi cười nói. Giọng điệu tuy bình thường nhưng lại đem lại cảm giác áp bức. Tề Đẳng Nhàn không khỏi nhìn vị tổng quản nhà họ Lôi này thêm một lần nữa, trong lòng rút ra kết luận, uy lực và khí chất của nhà họ Lôi này không thua kém gì những gia tộc đứng đầu ở đế đô. Sở Vũ trả lời, bây giờ tôi sẽ dẫn người đi. Tề Đẳng Nhàn lại nói, đi, cô không được đi đâu hết, tôi đã nói rồi, những bộ áo quan này, mỗi bộ 1 triệu tệ, tất cả đều phải mua về cho người nhà dùng. Nếu không, tôi sẽ cho các cô mặc áo quan rồi lại nằm đi ra ngoài. Kẻ thù này còn dám cưỡi lên cổ đồ đệ hắn đái ỉa bậy, hắn làm sư phụ lại không đứng ra thì quá không xứng với danh xưng rồi. Sở Vũ quay đầu lại, ánh mắt hung tợn nhìn Tề Đẳng Nhàn, thái độ hoàn toàn không giống với lúc cô ta đối với tổng quản nhà họ Lôi. Cô ta sợ tổng quản nhà họ Lôi, chứ sợ gì Tề Đẳng Nhàn. Người ta khai trương cửa hàng mới đại cát. Các cô lại tặng áo quan. Nhưng mà đồ đã tặng đi lại không nên đòi lại, các cô theo lời của Lý Tổng mà ngoan ngoãn bỏ tiền ra mua lại chúng đi. Tổng quản nhà họ Lôi bình tĩnh nói. Sở Vũ không khỏi trầm giọng xuống, Lôi tổng quản, ông có biết lần này tôi làm việc cho ai không? Chính là Nghiêm Động, là cậu Nghiêm. Nếu ông chưa từng nghe qua tên cậu ấy thì cũng phải nghe qua tên chị của Nghiêm Động rồi chứ. Tổng quản nhà họ Lôi đáp lại, nếu còn phí lời thêm một câu nữa. Tôi sẽ để cho các người không ra khỏi Hương Sơn được. Sở Vũ cắn răng nói, chị gái của cậu Nghiêm chính là chiến tướng Nghiêm Mộc Long, ông chắc chắn muốn can dự vào sao?
Tề Đẳng Nhàn đến nghe ba chữ Nghiêm Mộc Long, trong ánh mắt chứa đầy sự lạnh nhạt. Hắn chắc chắn không quên chuyện ba người Nghiêm Mộc Long, Triệu Đồ Long và Tạ Cuồng Long hợp sức đối phó với hắn. Mặc dù Tạ Cuồng Long đã bị Tề Đẳng Nhàn tự tay giết chết nhưng vẫn còn hai người hắn chưa giải quyết. Hóa ra tên Nghiêm Động này là em trai của Nghiêm Mộc Long, vậy hắn ta càng phải chết rồi. Tề Đẳng Nhàn nghĩ trong lòng. Quản gia nhà họ Lôi nghe xong cái tên này cũng lập tức nhíu mày. Một lát sau, ông cười trừ nói, xem ra các cô coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đúng không? Còn dám lôi danh của Nghiêm chiến tướng ra ép tôi à? Sở Vũ đáp lại, đương nhiên tôi không dám khiêu chiến với nhà họ Lôi, chỉ là tôi muốn nói chuyện rõ ràng trước. Quản gia nhà họ Lôi nói, tôi chắc chắn sẽ nể mặt mũi của Nghiêm chiến tướng. Nhưng tôi vừa nói rồi, tôi sẽ không lấy mạng của cô. Nhưng hai chân chắc không giữ được đâu. Ông ta hét lên một tiếng, lao người về phía trước nhanh như chớp. Mấy tên côn đồ nhà họ Diệp xung quanh Sở Vũ đều trắng bệch mặt ra, lần lượt lùi về phía sau, không dám manh động. Sở Vũ ngay lập tức bị quản gia bóp cổ, ông giơ chân phải lên, đập vào hai bên đầu gối của Sở Vũ. Sở Vũ bị bóp nghẹn cổ họng, không thốt ra nổi tiếng kêu gào, chỉ có thể thấy mặt cô ta chuyển thành màu đỏ, rồi chuyển xanh tím, rồi lại thành màu trắng bệch. Trong chớp mắt, mặt của cô ta đã đổi màu ba lần. Quản gia vừa buông tay, Sở Vũ lập tức ngã phịch xuống đất. Người nhà họ Lôi không ra tay thì thôi. Đã ra tay rồi thì nhất định khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm bài học này mới được. Sở Vũ bị đánh gãy hai chân, ngã ngồi trên nền đất, vẻ mặt ngập tràn sự đau khổ, cơ thể cuộn tròn lại. Nếu là người khác ra tay, những tên côn đồ nhà họ Diệp chắc chắn sẽ không để yên, nhưng đây lại là người của nhà họ Lôi, bọn chúng không dám đánh trả. Nếu không thì từng người một phải chết ở Hương Sơn. Mua hết mấy cái quan tài này đi, nếu không mua thì để mạng lại đây. Quản gia nhà họ Lôi nghiêm mặt nói. Sở Vũ không dám ho he nhiều lời, cắn răng nói, đưa tiền rồi chuồn thôi. Người nhà họ Diệp trả tiền rồi đưa Sở Vũ rời khỏi cửa hàng, người nào cũng đầu bù tóc rối, mặt mũi lấm lem, trông giống như con gà trống vừa thua trận. Gây sự cũng không xong, còn lãng phí mất mấy chục triệu tệ. Lôi tiên sinh, tôi thực sự cảm ơn ông đã ra mặt giúp tôi. Nam Thiến cúi đầu thật sâu trước quản gia nhà họ Lôi. Trong lòng vô cùng cảm kích ông ấy. Ông xoay người sang một bên, ý không muốn nhận đại lễ của Nam Thiến, sau đó ông trầm giọng nói, vị tiểu thư này, tôi không dám nhận ba chữ Lôi tiên sinh đâu, cứ gọi tôi là Lôi quản gia thôi. Hơn nữa lần này tôi ra mặt cũng không phải là giúp cô mà tôi chỉ đang trả lại ơn nghĩa của giám đốc Lý. Vừa nói, ông vừa chỉ vào người Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên, sau đó cười nói, ồ. Lôi quản gia à, chúng ta vốn không quen biết nhau, tôi với nhà họ Lôi cũng không có quan hệ gì, làm sao mà mang ơn nghĩa được. Lôi quản gia chắp tay, đáp lại, giám đốc Lý có còn nhớ trên chuyến bay 9989, anh đã ra tay cứu giúp một người đàn ông trung niên không? Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, vì chuyện này mà hắn để hứa ước như làm bia đỡ đạn, tiện nói, người đó là người nhà họ Lôi sao? Lúc đó ông ấy bị động kinh. Tiếp viên hàng không gọi người hỗ trợ qua radio, tôi chỉ tiện tay cứu giúp mà thôi. Lôi quản gia khom lưng cúi đầu trước Tề Đẳng Nhàn, nói, người đó chính là đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ của nhà họ Lôi, ở đây tôi xin thay mặt đại thiếu gia cúi đầu tạ ơn ơn cứu mạng của giám đốc Lý. Tề Đẳng Nhàn không ngờ rằng người đàn ông trung niên bị động kinh trên máy bay có lai lịch to lớn đến thế, lại là đại thiếu gia của nhà họ Lôi. Lúc đấy Tề Đẳng Nhàn ra tay cứu giúp vì hắn có biết một chút về y học, thử xem hắn có dựa vào nguyên tắc để cứu người được không. Nếu nói đến trình độ y học của chính Nhi Bát Kinh, Tôn Thanh Huyền có thể gọi hắn là sư phụ được, còn về phần phương thuốc dân gian cổ truyền gì đó chắc chắn Tề Đẳng Nhàn lợi hại hơn rồi. Hai đồ đệ Dương Quan Quan và Hoàng Sung bái phục nhìn Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy sư phụ của mình quá đẳng cấp, chưa nói gì đã có quan hệ với đại thiếu gia nhà họ Lôi sâu sắc đến như vậy. Đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ có thể coi là nòng cốt của nhà họ Lôi chúng tôi. Nếu ông ấy có chuyện gì không hay xảy ra thì vài năm sau, nhà họ Lôi có khả năng sẽ tan đàn xẻ nghé. Lần giám đốc Lý ra tay cứu giúp không chỉ là cứu đại thiếu gia mà còn là cứu cả nhà họ Lôi. Lôi quản gia một lần nữa cúi đầu thật sâu, nói với Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn cảm thấy khó hiểu, sao ông lại nói như thế? Lôi quản gia thở dài, ông chủ Lôi Thiên Tứ nhà tôi cùng phu nhân sinh được tổng cộng 3 người con. Con trai cả là Lôi Chấn Kỳ mắc bệnh động kinh, con trai thứ hai là Lôi Chấn Lân dần bị liệt lạnh, con trai thứ ba là Lôi Chấn Phong đã mất sớm từ lâu, vậy nên, đại thiếu gia Lôi Chấn Kỳ chính là hy vọng duy nhất của nhà họ Lôi. Tề Đẳng Nhàn nghe xong lập tức sửng sốt, hơi cau mày, ngạc nhiên hỏi, nhà họ Lôi là gia tộc đại phú quý như vậy, lại là anh hùng của cả đất nước, theo lẽ thường thì thế hệ thứ hai nhà họ Lôi sẽ không bất thường như vậy chứ. Lôi quản gia lắc đầu, rõ ràng ông không muốn nói nhiều. Sau khi con trai cả Lôi Chấn Kỳ của Lôi Thiên Tứ phát bệnh động kinh, nhà họ Lôi liên tục gặp chuyện xui xẻo. Lôi Thiên Tứ đi khắp nơi tìm y sĩ hỏi thuốc, một bên còn tìm thầy phong thủy ở Hương Sơn đến nhà xem, mời cả người đi xem mộ tổ tiên bốc quẻ. Đại đa số thầy phong thủy đều không rõ chuyện gì xảy ra, hơn nữa phong thủy nhà họ Lôi rất tốt, đáng lẽ thế hệ sau phải tốt theo, cộng thêm nhà đất của họ cũng có phong thủy tốt nhất Hương Sơn. Các thầy phong thủy xem xong chỉ có thể nói mấy từ số mệnh gì đó. Sau khi con trai thứ ba nhà họ Lôi là Lục Chấn Phong chết sớm, lại càng xảy ra nhiều chuyện hơn nữa. Cho đến một ngày Lôi Thiên Tứ vô tình đến một đạo quán cầu nguyện, gặp được một người đàn ông trung niên có khí chất giống như từng dạy học trong xã hội cũ, đưa cho người đạo sĩ cả người đầy rượu hai hộp chứa đầy tiền Nhật. Thời bấy giờ đồng tiền của Nhật Bản rất đáng giá, một đơn vị tiền tệ của Nhật có thể đổi lấy một phẩy mấy tệ của Mỹ. Lôi Thiên Tứ nhìn lão đạo sĩ người gầy còm nhưng lại đi như bay với hai hũ tiền lớn mới biết ông đã gặp được người tài, lập tức chạy đến cầu cứu. Có lẽ lão đạo sĩ thấy có duyên, cũng cho người đàn ông trung niên đến nhà họ Lôi 3 ngày. Sau 3 ngày này, người đàn ông rời đi, nhà họ Lôi từ đó cũng dần yên ổn trở lại, thậm chí Lôi Chấn Kỳ còn không phát bệnh động kinh mấy năm liền. Từ đó về sau, Lôi Thiên Tứ đã tới đạo quán mấy lần nhưng vẫn không gặp được người muốn tìm. Ông hỏi người trong đạo quán, nhưng bọn họ đều lắc đầu, không một ai từng nhìn thấy một người như thế ở đạo quán. Ngài là quý nhân của nhà họ Lôi, thân thể đại thiếu gia của chúng tôi không tiện nhưng vẫn muốn mời ngài ăn cơm để cảm tạ ơn ngài. Vậy nên đành để người quản gia như tôi đến thăm hỏi, cũng không biết giám đốc Lý có muốn dùng bữa không. Lôi quản gia chắp tay cười, nhìn Tề Đẳng Nhàn và nói. Được, nếu Lôi quản gia đã nói như vậy rồi, tôi không đi chẳng nhẽ lại thành xem thường ông sao. Tề Đẳng Nhàn cười ha ha, đáp lại. Lôi quản gia đáp, mời ngài đi theo tôi. Tề Đẳng Nhàn quay đầu lại bảo Dương Quan Quan đợi hắn, tôi đến nhà họ Lôi thăm hỏi trước đã, khi nào quay về tôi sẽ đi tìm mọi người sau. Lôi tổng quản mở cửa xe, chiếc xe được lái đến là một loại xe Volkswagen có vẻ rất bình dân, thậm chí không phải là loại sang trọng như những chiếc Volkswagen thông thường. Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ, Lôi gia thật là khiêm tốn, gia sản làm ăn lớn như vậy mà bây giờ còn dùng loại xe này. Tuy nhiên, hắn có thể hiểu được hoàn cảnh bây giờ của Lôi gia. Bây giờ lòng người đã thay đổi, Lôi gia có công lớn với đất nước đã nhiều năm như vậy, chỉ có một số ông lớn còn sống mới nghĩ tới ân tình này của Lôi gia. Nếu họ Lôi quá đề cao vấn đề đó, tất nhiên sẽ dẫn đến một số tai họa. Đặc biệt Hương Sơn là một thành phố quốc tế, lúc trước Lôi gia buôn lậu vào nội địa dưới sự ảnh hưởng của các quốc gia như Hoa Kỳ và Nhật bất lạc. Trang viên của nhà họ Lôi nằm trên đỉnh núi, diện tích hơn 3.000 mét vuông. Đây là quà của ông chủ Hoa Quốc đích thân tặng Lôi Thiên Tử để cảm ơn lòng tốt của nhà họ Lôi, hơn nữa, nhà họ Lôi có quyền sử dụng mảnh đất ở đây vĩnh viễn. Ở phía nam, đặc biệt là Hương Sơn, nơi đây có phong thủy tương đối thịnh vượng và có nhiều trường học. Nếu nói mê tín thì cũng không đúng, ngay cả nhiều ông lớn ở kinh đô cũng mê mẩn, thậm chí khi tổ chức sự kiện trọng đại nào đó còn mời thầy phong thủy nổi tiếng đến xem ngày. Phong thủy đã hình thành nên một nét văn hóa rất riêng ở Hương Sơn, nhưng nếu nói rằng ai làm kinh doanh mà không tin vào phong thủy thì đó là điều không thể. Dù sao đi nữa, Tề Đẳng Nhàn là một người đàn ông hung dữ, thậm chí còn biết tên của A Bân và Hoàng Văn Đào, đã từng đọc qua nhiều sách vỡ, hơn nữa, bản thân luyện võ cũng đã nghiên cứu dịch học bát quái, đối với phong thủy cũng gọi là biết được chút ít. Trang viên mà Lôi ra, có thể nói là tàng phong tụ thủy, xem xét về toàn bộ Hương Sơn mà nói, phong thủy ở đây tốt đến mức có thể xếp vào top 3. Hơn nữa,
võ công đạt đến trình độ này thì hắn cũng khá mẫn cảm với năng lượng của trời đất, vừa vào núi liền có cảm giác vô cùng thoải mái, nhưng cũng lờ mờ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Lý Tổng, chúng ta đến rồi, mời xuống xe. Lôi Tổng quản mở cửa xe, gọi Tề Đẳng Nhàn đang mê man tỉnh lại. Tề Đẳng Nhàn xuống xe nhìn, đã đến cửa trang viên Lôi gia, nói, vừa mới vào núi, trong lúc đó tôi nhất thời bị phong cảnh nơi này mê hoặc, ngược lại không có chú ý, thật xin lỗi. Lôi Tổng quản nói, ngài là người có công lớn của Lôi gia chúng ta, không cần khách sáo. Lão gia, Lôi Tổng quản bỗng nhiên nghiêng người, khom người cúi đầu với một ông lão mặc bộ đồ màu trắng. Ông lão khoảng chừng đã ngoài 70, tóc ngắn bạc phơ, mày hoa râm, khuôn mặt gầy gò nhưng tinh thần lại rất tốt, bước đi vững vàng hoạt bát, lộ ra vẻ ngoan cường của người già. Ông nhất định là Lôi Thiên Tứ. Tên tuổi của ông đã rất nổi tiếng khi tôi còn nhỏ, rất nhiều sách giáo khoa đều lấy ông lão làm tấm gương dạy dỗ chúng tôi phụng sự đất nước. Tề Đẳng Nhàn chắp tay cúi người về phía của Lôi Thiên Tứ, thấp giọng nói. Hắn thực sự ngưỡng mộ Lôi Thiên Tứ. Năm đó Hương Sơn là nơi rồng cá lẫn lộn, bị người nước ngoài khống chế, thậm chí rất nhiều người dân Hương Sơn bản địa cũng không có bất kỳ cảm giác thân thuộc nào với đất nước mình. Nhưng Lôi Thiên Tứ thì khác, lúc đó ông ta đang giúp Tổ quốc vượt qua khó khăn, hơn nữa còn đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, một khi bị đám người nước ngoài đó phát hiện, sẽ có nguy cơ mất đầu bất cứ lúc nào. Cũng chính vào 2 năm trước trong khoảng thời gian cuối cùng, Lôi Thiên Tứ bị bại lộ, vì thế lập tức rời khỏi Nam Dương. Mất tích một thời gian dài. Mãi cho đến khi ảnh hưởng của Hoa Quốc đối với Hương Sơn ngày càng lớn, Lôi Thiên Tứ mới trở về quê hương. Lôi Thiên Tứ cũng chắp tay với Tề Đẳng Nhàn, nói, Tề Tổng khách khí rồi, cậu giúp Lôi gia chúng tôi rất nhiều. Nếu không phải cậu cứu con trai tôi, Lôi Chấn Lân, tôi cũng không biết sau này Lôi gia sau này phải làm sao nữa. Khi ông ta nói lời này, lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Có thể thấy được ông ta đã bị tình hình của Lôi gia làm cho rối bời. Tề Đẳng Nhàn nói, lúc đó tôi cũng chỉ làm theo lương tâm của mình, không ngờ anh ấy lại là con trai của lão Lôi đây. Lôi Thiên Tứ nhìn Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới một lúc, rồi cười, cậu có khí chất rất giống với vị đại sư đã đến nhà tôi ở 3 ngày trước. Chỉ là, hơi mập hơn một chút mà thôi, ha ha ha. Lôi Thiên Tứ vẫy tay, bảo Lôi Tổng quản đi trước. Sau đó dẫn Tề Đẳng Nhàn đi vào trong trang viên, nói, Lôi Chấn Kỳ lần đó trên máy bay bị đột quỵ, thân thể có chút vấn đề, không tiện ra đón, ân nhân đừng để ý. Tề Đẳng Nhàn nói, lão Lôi cũng không cần khách sáo, tôi cứu Lôi Chấn Kỳ là có duyên, bất kỳ ai biết chút y thuật, trong lúc đó đều sẽ xông vào giúp đỡ. Lôi Thiên Tứ hỏi, tiên sinh có tin phong thủy không? Chúng tôi ở Nam Dương bên kia, cũng rất tin phong thủy. Tề Đẳng Nhàn gật đầu, nói. Phong thủy ở Hoa Quốc tồn tại hàng nghìn năm, dĩ nhiên không phải là không có lý do. Hơn nữa, bản thân Tề Đẳng Nhàn cũng có thể cảm nhận được từ trường. Bố cục phong thủy, chính là có thể ảnh hưởng đến sự tồn tại của từ trường. Ví dụ như một số biệt thự, nhìn ra vị trí địa lý rất tốt, lại có ánh sáng đầy đủ, nhưng một khi bước vào, lại luôn cảm thấy có chút âm u. Những căn nhà này, thuộc loại phong thủy không tốt. Ở trong biệt thự này lâu ngày, sẽ sinh ra một số loại bệnh tật, còn có những phản ứng dây chuyền khác hay không, vậy phải xem cái gọi là bát tự gì gì đó. Lôi Thiên Tứ lắc đầu nói, tôi trước kia đã tìm rất nhiều phong thủy đại sư đến xem qua, dương trạch âm trạch đều không có vấn đề gì, nhưng nhà lại luôn xui xẻo không ngừng. Hơn nữa, trang viên nhà chúng tôi này, là nằm ở cuối long mạch của Hoa Quốc, theo lý thuyết phải là bố cục phúc tức tử tôn. Lôi Thiên Tứ vừa dẫn Tề Đẳng Nhàn đi vào trong, vừa thở dài. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đi sâu vào trong biệt thự một lúc, cảm nhận được một loại từ trường xung quanh rất ấm áp, rất phù hợp, ở chỗ này nghỉ ngơi, còn có thể bồi bổ nguyên khí. Con người dựa vào hơi thở mà tồn tại, hơi thở chính là tinh thần của con người. Mãi về sau, tôi gặp được một vị đạo sĩ, có người đưa tiền cho ông ta để giúp hoàn thành tâm nguyện của mình. Tôi nhìn thấy được vậy nên liền nhờ ông ta giúp đỡ. Ông ấy ở lại Lôi gia chúng ta 3 ngày, 3 ngày sau, ông ấy rời đi, mấy năm sau, Lôi gia cũng không gặp chuyện gì xấu. Lôi Thiên Tứ vừa đi vừa nói, Lôi Chấn Kỳ là người duy nhất có thể gánh vác được việc lớn của nhà chúng tôi, nếu nó có chuyện gì, nhà chúng tôi cũng chẳng còn gì nữa. Cho nên,
cậu đã ra tay cứu nó, tôi rất biết ơn. Tề Đẳng Nhàn ngạc nhiên nói, thật là thần kỳ sao? Lôi Thiên Tứ gật đầu nói, nhưng mà, người kia không nói được, cũng không rõ là có phải tu cái gì đó là miệng thiền không. Tề Đẳng Nhàn lẩm bẩm, người đạo gia họ tu theo pháp nào mà chỉ im lặng không nói gì. Nói đến đây, cậu giật mình, trong đầu cứ ngỡ như có một đàn ngựa hoang chạy qua. Lão đạo sĩ, còn sững sờ, không biết nói của nam nhân trung niên, khí chất giống nhau, chẳng lẽ lại là trùng hợp. Tề Bất Ngữ từ nhỏ yếu ớt ốm đau, một lần do bệnh mà trở thành kẻ câm, sau đó có một lão đạo sĩ đi ngang qua cửa nhà thấy liền bảo người nhà đổi họ cho ông, và truyền cho ông ta một bộ bát đoạn cẩm hoặc pháp thuật gì đó của ông ấy để tu luyện. Từ đó trở đi, thân thể của Tề Bất Ngữ tốt lên, lại bắt đầu đi khắp nơi tìm thầy học võ thuật. Cho đến vì chuyện của Tề Đẳng Nhàn mà nổi giận giết quá nhiều người, mới bị trục xuất khỏi đế đô. Trong hơn 20 năm canh giữ nhà tù U Đô, sau khi Tề Đẳng Nhàn học hành có thành tích chút, Quý Bất Ngữ sẽ thỉnh thoảng cho rời khỏi ngục tù một lúc. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy một người đàn ông khoảng 35 tuổi ngồi trên xe lăn, sắc mặt hắn trắng bệch mang theo vẻ bệnh tật. Lôi Chấn Lân, vị này chính là ân nhân cứu mạng của anh trai con, Lý Tổng Lý Bán Nhàn tới từ Nam Dương. Lôi Thiên Tứ giới thiệu Tề Đẳng Nhàn, cười nói. Xin chào, cảm ơn anh đã ra tay cứu giúp. Lôi Chấn Lân cười với Tề Đẳng Nhàn, có chút gượng gạo, thân thể tôi không tiện, không thể đứng dậy, xin lỗi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, không cần khách sáo, quản lý Lôi đã trả ơn rồi, mọi người không thiếu nợ nhau. Lôi Thiên Tứ nghe xong lời này cẩn thận quan sát Tề Đẳng Nhàn, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn có nhân phẩm rất đáng quý. Dù sao người nợ hắn ân tình chính là Lôi gia mà hắn còn có thể sảng khoái không tính toán như vậy, người như thế không nhiều. Lôi Chấn Kỳ chống một quải trượng cũng xuất hiện đằng sau, nhìn Tề Đẳng Nhàn rồi lên tiếng gọi N nhân. Tề Đẳng Nhàn hỏi, chân anh làm sao vậy? Di chứng thôi, gần đây đi đứng có chút khó khăn nên chỉ có thể chống gậy, phần lớn vẫn là ngồi một chỗ. Hơn nữa thỉnh thoảng cũng lên cơn động kinh nhỏ, thuốc cũng không khống chế được. Lôi Chấn Kỳ nghe được câu hỏi của Tề Đẳng Nhàn thì nở nụ cười khổ. Lôi Thiên Tứ tùy ý nói, trước kia không như vậy. Từ lần trước sau khi vị kỳ nhân kia đến nhà chúng tôi ở 3 ngày, đã khoảng 6 năm Lôi Chấn Kỳ không tái phát động kinh. Chỉ là đến gần đây nó bắt đầu thường xuyên xuất hiện những cơn động kinh nhỏ, sau đó lão nhị Lôi Chấn Lân cũng phát hiện mắc ALS, Lôi gia cũng liên tiếp xuất hiện mấy chuyện xui xẻo. Tề Đẳng Nhàn lại hỏi, không nghĩ đến việc chuyển nhà. Đã thử chuyển đến Hương Sơn một lần nhưng cũng không có tác dụng gì, thậm chí còn xui xẻo hơn. Lôi Thiên Tứ nghe xong bất đắc dĩ cười khổ. Tề Đẳng Nhàn nói, thật ra tôi có quen biết Dược Vương Tôn Thanh Huyền, khi trở về tôi sẽ mời ông ấy đến khám bệnh thử xem có thể giúp đỡ hay không. Lôi Thiên Tứ vội vàng nói, không nghĩ tới ân nhân còn quen người như vậy, vậy xin phép làm phiền rồi. Lôi Chấn Kỳ chống quải trượng đi đến ngồi xuống sofa. Vừa mới ngồi xuống thân thể lập tức nhẹ nhàng run lên một chút. Hiển nhiên đây là bệnh động kinh của anh ta tái phát. Loại động kinh nhỏ này cũng không ảnh hưởng lớn đến thân thể nhưng vẫn cần chú ý, tránh cho té ngã tạo thành ngoại thương. Không phải cha đã mượn quan hệ của tiểu thư từ Ngạo Tuyết để mời cao nhân của Hiệp hội Phong Thủy ở Đế Đô rồi sao? Lần này có thể nhìn ra chút gì hay không? Lôi Chấn Kỳ tò mò hỏi. Mấy năm nay Hiệp hội Phong Thủy gửi cao nhân đến cho chúng tôi còn ít sao? Ai biết được, Lôi Thiên Tứ lắc đầu, trong lòng cũng là chất chứa nỗi khổ khó nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được tên của Từ Ngạo Tuyết sửng sốt, người phụ nữ này sao lại tạo quan hệ với Lôi gia? Chẳng lẽ là muốn trộm tháp? Tề Đẳng Nhàn cười nói, Phong Thủy cũng chia ra rất nhiều trường phái này không nhìn ra nhưng có lẽ một trường phái khác lại có thể nhìn ra. Người tài giỏi ở đế đô rất nhiều, nói không chừng sẽ có người nhìn ra. Lôi Thiên Tứ bất đắc dĩ cười, sau đó nhàn nhã nói, tuy nói như vậy nhưng vẫn phải làm phiền ân nhân mời Dược Vương tiên sinh đến Lôi gia chúng tôi một chuyến để ông ấy xem tình hình của hai con tôi. Tề Đẳng Nhàn gật gật đầu, sau khi ăn xong bữa tối ở Lôi gia liền cáo từ rời đi. Lôi Thiên Tứ rất có lễ độ, tự mình tiễn hắn xuống dưới chân núi rồi mới trở về. Tề Đẳng Nhàn ngồi trên xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, mặt trời đã ngả về tây, ngọn núi lớn che khuất ánh mặt trời tạo ra một cái bóng dài, nhìn sơ qua thật sự rất giống một con rồng lớn.
Sau khi trở lại biệt thự của Dương Quan Quan, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp mở máy tính lên, dùng tài khoản của phạm nhân nào đó trong ngục giam đăng nhập vào diễn đàn thế giới ngầm, sau đó liên hệ với Tham Lang thông qua diễn đàn. Gần đây Tham Lang có nhiệm vụ, mỗi ngày đều làm việc trên máy tính, chú ý thay đổi của thế giới ngầm, bởi vì Tề Đẳng Nhàn bị treo giải thưởng 10 triệu đô la Mỹ nên có lẽ Tề Bất Ngữ cũng để ý. Đại đương gia, nhị đương gia tìm ngài. Sau khi Tham Lang nhận được tin nhắn lập tức chạy đến văn phòng ngục trưởng gõ cửa. Tề Bất Ngữ lười biếng đi ra từ văn phòng ngục trưởng, liếc mắt nhìn Tham Lang một cái sau đó theo anh ta tới văn phòng giám ngục. Tề Bất Ngữ nhìn thoáng qua khung trò chuyện rồi gật gật đầu, giơ ngón tay cái và ngón áp út lên làm một động tác. 6 năm trước từng đến, Tham Lang lập tức trả lời Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại gửi tin nhắn đến hỏi, có phải từng ở lại Lôi Gia 3 ngày không? Tề Bất Ngữ nhìn thoáng qua, lại gật gật đầu. Tham Lang vội vàng trả lời, đúng vậy. Tình huống của Lôi Gia là thế nào? Sau khi Tề Đẳng Nhàn xác định 6 năm trước Tề Bất Ngữ từng ở Lôi Gia 3 ngày thì lập tức vào thẳng vấn đề. Tham Lang quay đầu nhìn về phía Tề Bất Ngữ, chỉ thấy Tề Bất Ngữ liên tục khoa tay múa chân. Sau khi Tham Lang xem xong lại gõ bàn phím, trả lời, Lôi Gia bên kia có vẻ bị người đặt bẫy hãm hại, vận mệnh phong thủy nhà họ có vấn đề rất lớn nhưng người bình thường không nhìn ra được. Tề Đẳng Nhàn hỏi, ba đã nhìn ra vậy sao lúc ấy không giải quyết luôn? Sư gia của con nói đó là mệnh Sơn Hải Táng Long, nhưng khi đó không nói cho ba biết cách giải, chỉ nói ba đến Lôi Gia ở 3 ngày. Con nói là việc này sẽ có lợi cho con, ba cũng không nghĩ nhiều. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy tin nhắn này trầm mặc, hắn biết tên của lão đạo sĩ mà Tề Bất Ngữ nhắc đến kia nhưng lai lịch cụ thể thì không rõ lắm. Khiến hắn kinh ngạc chính là lão đạo sĩ lại lợi hại như vậy, chuyện 6 năm sau cũng có thể tính được. Nội tâm Tham Lang cũng âm thầm khiếp sợ. Sư gia của nhị đương gia, vậy chẳng phải là sư phụ của đại đương gia sao? Hai cha con này đã mạnh như vậy rồi, vậy vị sư gia kia rốt cuộc phải mạnh đến mức nào? Quả nhiên người lợi hại thì thường đi cùng nhau. Thời điểm Tề Bất Ngữ rời khỏi đế đô công lực cũng đã cực kỳ khủng bố. 6 năm trước sợ là đã sớm đạt tới cảnh giới gặp thần không loạn rồi. Bản thân ông chính là một loại từ trường mạnh mẽ, mọi thứ tà ác đều không thể xâm phạm, mấy thứ bàng môn tà đạo như thuật giáng đầu của Nam Dương, phu cổ của Miêu Cương, thuật âm dương của nước Kiệt Bành hay hắc phu thuật của Châu U căn bản là không có tác dụng với ông. Người như ông cho dù đi vào một chỗ có phong thủy cực kỳ nguy hiểm cũng có thể dùng khí tràng của bản thân để thay đổi vận mệnh. Có lợi cho con. Vậy con nên giải như thế nào? Tề Đẳng Nhàn lại hỏi. Hắn nguyện ý giải quyết hoàn cảnh khó khăn giúp Lôi Thiên Tứ, đồng thời cũng là giúp chính hắn, có thể giúp hắn có được trợ lực lớn nhất ở Hương Sơn. Tề Bất Ngữ nói Tề Đẳng Nhàn đợi, sau đó tung đồng xu trước mặt Tham Lang đang trợn mắt há hốc mồm. Sau khi ném một lần Tề Bất Ngữ sẽ vẽ lên giấy một đường, tung khoảng 6 lần, 4 ngửa một sấp, cuối cùng lại là một lần ngửa. Quẻ can. Thiên hỏa đồng nhân, tiên nhân chỉ đường, cát. Tề Bất Ngữ ra hiệu cho Tham Lang trả lời. Tuy Tham Lang không học vấn không nghề nghiệp nhưng cũng biết đây là quẻ tượng trong chính nhi bát kinh xuất phát từ kinh dịch. Động tác của Tề Bất Ngữ khiến Tham Lang không biết nói gì, xem bói đơn giản như vậy sao? Không cần bộ cương đạp đấu, phần hương mộc dục, trai giới vài ngày sao? Hôm nay anh ta còn thấy Tề Bất Ngữ lên núi săn thú muốn làm đầu lợn rừng nướng đấy. Chấm. Sau khi Tề Đẳng Nhàn đọc tin nhắn liền trả lời, đã hiểu. Tề Bất Ngữ xoay người rời đi. Tham Lang cầm lấy đồng xu kia ném mấy cái, 3 lần sấp, sau đó 1 lần ngửa, lại 1 lần sấp, cuối cùng lại là 1 lần ngửa. Quẻ khôn, địa hỏa minh di, qua cầu rút ván, giữ. Tham Lang giật giật khóe miệng, mấy thứ này chỉ để chơi đùa, căn bản không linh. Ông đây ở trong ngục giam thì làm sao ra quẻ giữ được. Anh ta nhìn sang máy tính, hung ác gõ, con trai, cẩn thận. Bên kia Tề Đẳng Nhàn lập tức trả lời, Tham Lang, chuyện đầu tiên ông đây làm khi quay về U Đô chính là giết chết thằng nhóc cậu. Tham Lang suýt nữa ngã thẳng cẳng từ trên ghế xuống, trái tim cũng sắp nhảy ra ngoài. Mẹ nó, Tề Đẳng Nhàn còn có thể mở thiên nhãn sao? Sao lại biết lúc này Tề Bất Ngữ đi rồi? Tề Đẳng Nhàn lại cười lạnh. Từ trước tới nay Tề Bất Ngữ chưa bao giờ nói mấy lời vô nghĩa như dặn hắn cẩn thận gì đó,
hắn vừa nhìn đã biết là thằng nghé con tham lang này muốn chiếm lợi của hắn. Tham lang run lẩy bẩy nói, thật đúng là địa hỏa minh di, qua cầu rút ván. Chuẩn, thực chuẩn. Địa hỏa minh di là quẻ thứ 36 trong kinh dịch, còn gọi là quẻ minh di. Nội quái của quẻ là ly hay hỏa, ngoại quái là khôn hay đất. Quẻ này có ý nghĩa là thương dã, hại đau, thương thích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương. Kinh cức mãn đồ chi tượng của quẻ là gai góc đầy đường. Anh ta biết, đợi đến khi Tề Đẳng Nhàn trở lại ngục giam mình nhất định không thoát được việc bị treo ngược lên. Trước lúc đó mình phải tạo quan hệ tốt với các phạm nhân, phát thêm mấy điếu thuốc lá Hanako, tránh cho đến lúc đó bị treo lên lại có người xấu xa tiểu lên mặt hắn sẽ không hay. Không biết hai cha con này cuối cùng là luyện võ hay là tu tiên nữa. Tôi cực kỳ nghi ngờ là tu tiên, nếu không thì tại sao những người luyện võ như chúng ta lại không phải đối thủ. Xem quẻ cũng làm được, quá không bình thường. Tham lang tắt máy tính, thấp thỏm trở lại phòng giam lấy ra một hộp Hanako cất giấu mấy tháng nay, đi phát cho từng người trong nhà tù. Nhà tù Udo rất tự do, cửa của các phòng giam phạm nhân đều mở, bình thường đều có thể tự do hoạt động ra vào. Nhưng tới lúc tắt đèn ai dám ra khỏi cửa thì ngày hôm sau sẽ bị treo ngược lên đèn đường hoặc cột điện. Sáng sớm hôm sau, tham lang nhìn thấy Tề Bất Ngữ khoác ba lô, nhìn dáng vẻ dường như chuẩn bị ra ngoài. Tham lang tiến gần lên cười nói, đại đương gia, có cần người phiên dịch không? Tham lang hết lòng phục vụ ngài. Tề Bất Ngữ nhìn anh ta một cái. Oán quỷ cũng vọt lên, nói, đại đương gia, tôi. Gần đây tôi khổ luyện ngôn ngữ ký hiệu, đã tự học đến thủ ngữ cấp 9 rồi, chọn tôi. Tham lang nói, tay trái anh tàn tật, hơn nữa còn là tên thần kinh, không thích hợp. Đại đương gia, chọn tôi không nhiều chuyện, hơn nữa ăn nói lại dễ nghe, có thể cống hiến hết mình. Dạ ma cũng nhảy ra, vỗ ngực nói. Anh là đồ ngốc, càng không thích hợp, tham lang tiếp tục chèn ép đối thủ cạnh tranh. Một người đàn ông âm u cũng đi ra, nói, đại đương gia, ngài đi giết người, tôi giúp ngài gom thi thể lại, đảm bảo tạo ra một tác phẩm nghệ thuật còn xuất sắc hơn cả Mona Lisa. Tham lang liếc anh ta một cái, nói, anh đi ra ngoài sẽ dọa bạn nhỏ, không thích hợp. Một đám phạm nhân đều xung phong nhận việc, hy vọng có thể ra khỏi ngục hóng gió một chút. Tề Bất Ngữ chỉ tay vào tham lang, sau đó vung tay lên đi ra ngoài. Mẹ nó! Lại là thằng ngốc này. Hôm qua anh ta phát cho chúng ta thuốc lá Hanako hơn phân nửa là gây chuyện, sợ nhị đương gia trở về xử lý. Không sai, đợi anh ta cũng bị treo ngược lên ông đây sẽ bỏ tiền mua mang băng vệ sinh dính máu về dán lên mặt anh ta. Nhìn thấy người được Tề Bất Ngữ chọn đi cùng lại là tham lang, làm cho tất cả mọi người ghen tị, một đám tức giận đến đấm ngực dậm chân. Lần này Tề Bất Ngữ muốn đi đến thành phố Trung Hải. Sau khi tới Trung Hải, Tề Bất Ngữ gọi xe đến Kiều Gia. Lần này, Tề Bất Ngữ cũng không quên trả tiền xe cho tài xế. Sau khi gõ cửa, cửa được mở ra, Bàng Tú Vân xuất hiện ở cửa, sau khi thấy Tề Bất Ngữ thì vẻ mặt khiếp sợ nói, lão Tề. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu, mặt mỉm cười. Kiều Quốc Đào nghe được động tĩnh, vội vàng chạy đến cửa, kinh ngạc nói, lão Tề, sao ông lại tới đây? Mau mau vào nhà. Sau khi Bàng Tú Vân nhìn thấy Tề Bất Ngữ vẫn rất xấu hổ, dù sao lúc trước cũng là bà hung hăng yêu cầu Kiều Thu Mộng nhanh chóng ly hôn với Tề Đẳng Nhàn. Vị này là, Kiều Quốc Đào nhìn tham lang đi sau Tề Bất Ngữ, cảm thấy người này khí chất hiên ngang, chắc chắn lai lịch cũng không nhỏ. Tham lang cười nói, tôi chỉ là một người trong suốt, không cần quan tâm tôi đến làm người phiên dịch cho đại đương gia. Sau khi đi vào, Tề Bất Ngữ đặt túi xuống. Nhận lấy chén trà Bàng Tú Vân đưa vui thích uống một ngụm, sau đó ra dấu làm thủ ngữ. Đại đương gia nói ông ấy muốn ở lại Kiều Gia hai ngày, không biết hai vị có đồng ý tiếp đón hay không? Tham lang hỏi. Đương nhiên hoan nghênh, đừng nói ở hai ngày, cho dù là ở hai năm cũng không có vấn đề. Kiều Quốc Đào hào sảng cười nói, vỗ bả vai Tề Bất Ngữ. Lúc trước, hai cha con Tề Bất Ngữ và Tề Đẳng Nhàn rời đế đô, trên người không có tiền. Vẫn là ông hào phóng ra tay giúp đỡ một phen. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Bàng Tú Vân đến phòng bếp làm một bàn đồ ăn ngon chiêu đãi hai vị khách,
Tề Bất Ngữ nhìn có vẻ gầy nhưng sức ăn lại lớn hơn bình thường. Tham Lang lại càng không cần phải nói, giống như quỷ chết đói đầu thai, Bàng Tú Vân trố mắt ngoác mồm, người này khí chất hiên ngang mà động tác ăn cơm lại giống như lợn rành ăn. Lão Tề, không phải ông làm ngục trưởng trong nhà tù sao? Sao lại có thời gian nhàn rỗi chạy đến chỗ tôi vậy? Kiều Quốc Đào thắc mắc hỏi. Bởi vì con gái ông, Tham Lang ở một bên lên tiếng giải thích. Tức khắc Kiều Quốc Đào xấu hổ, nói, đừng nói nữa, đây đều là lỗi của tôi, lúc trước nếu tôi kiên trì thì mọi chuyện sẽ không thành như vậy. Tề Bất Ngữ lại lắc đầu, Tham Lang lên tiếng, chuyện đại đương gia muốn nói không phải chuyện ly hôn này mà là hiện tại tình huống của con gái ông có chút khó nói, sẽ mang đến nguy hiểm cho hai người, vậy nên ngài ấy đến cảnh cáo mấy kẻ ngốc đó một chút. Kiều Quốc Đào sửng sốt. Thực ra ông cũng biết Kiều Thu Mộng đi theo một sư phụ thần bí học võ công, hơn nữa còn học được một chút năng lực mạnh mẽ. Nhưng gần đây không biết tại sao không liên lạc được Kiều Thu Mộng, thỉnh thoảng còn có người bên chính phủ đến hỏi bọn họ tung tích của Kiều Thu Mộng. Sở Vô Đạo và Tề Đảng Nhàn đều bị gán tội danh phản quốc, tuy Sở Vô Đạo kiệt sức bỏ mình nhưng Vĩnh Dạ Quân của anh ta lại nằm trong tay Kiều Thu Mộng. Toàn bộ Vĩnh Dạ Quân cũng bị gán tội danh phản động, cuộc sống của Kiều Thu Mộng đương nhiên sẽ không dễ dàng. Tình huống của Thu Mộng khó nói, sẽ mang đến nguy hiểm cho chúng tôi. Có quan hệ với việc bị định tội phản quốc lúc trước không? Kiều Quốc Đào trở nên nghiêm túc, trầm giọng hỏi. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu, Tham Lang ở một bên nhìn ký hiệu tay của ông giải thích, người cô Kiều bái sư là một người trong nhà tù của chúng tôi, anh ta và nhị đương ra cùng nhau tham dự việc này, cũng bị định tội phản quốc. Hiện tại cô Kiều quản lý thế lực anh ta lưu lại cho nên người phía trên cực kỳ lo lắng việc này, muốn bắt cô Kiều để phá vỡ thế lực này. Kiều Quốc Đào ngạc nhiên, sau đó hỏi, lão Tề, làm sao ông biết chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm? Chúng tôi có gián điệp, Tham Lang lên tiếng. Tề gia ở đế đô cũng không phải là đồ bất tài. Sau khi nắm được một số thông tin bí mật, bọn họ sẽ phân tích, sau đó thông qua con đường bí mật chuyển cho Tề Bất Ngữ. Thực sự cho rằng Tề gia là loại gia tộc máu chó chỉ nghĩ đến đấu đá nội bộ thôi sao? Huống hồ, hai kỳ tài như Tề Bất Ngữ và Tề Đảng Nhàn cho dù gia nhập vào thế lực của gia tộc nào thì cũng sẽ là sự tồn tại được coi trọng. Tề Bất Ngữ và Tham Lang tạm thời ở lại Kiều gia, việc này làm cho Kiều Quốc Đảo an tâm. Có lão Tề ở đây thì không cần biết chuyện lớn như nào ông cũng có thể giải quyết được. Ôi, đệm lò xo, đã nhiều năm không ngủ qua, thật sảng khoái. Tham Lang nằm trên giường lớn mềm mại thoải mái, cảm giác linh hồn cũng sắp bay ra khỏi cơ thể. Ở nhà tù U Đô khổ cực quá nhiều ngày, được đi ra bên ngoài cảm giác đánh rắm cũng thơm. Rạng sáng hôm sau có mấy chiếc xe bên ngoài Kiều gia, tám cao thủ bước xuống khỏi xe. Dẫn đầu là một người đàn ông, khuôn mặt lạnh lùng hung ác nham hiểm, chính là Triệu Đồ Long. Chúng tôi thuộc đội điều tra đặc biệt của Bộ Chiến tranh. Mời tiên sinh Kiều Quốc Đào và phu nhân Bàng Tú Vân đi theo chúng tôi một chuyến. Một người tiến lên gõ cửa, trực tiếp lấy giấy chứng nhận ra, trầm giọng nói. Triệu Đồ Long lại tựa vào tường xi măng của sân vườn lười biếng nhìn một màn này, thậm chí còn nhàm chán mà ngáp một cái. Mấy ngày gần đây hắn ta nhận được nhiệm vụ lùng bắt Kiều Thu Mộng nhưng vẫn chưa thu được manh mối gì. Vì thế trong đầu liền xuất hiện suy nghĩ bắt giữ hai vợ chồng Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân trước, có bọn họ ở trong tay thì không lo không ép được Kiều Thu Mộng ra mặt. Sau khi Sở Vô Đạo chết, Vĩnh Dạ Quân hoàn toàn mai danh ẩn tích, lưu giữ một tai họa ngầm lớn như vậy khiến rất nhiều người khó tránh khỏi cảm giác bất an. Người mở cửa là Bàng Tú Vân, bà nhìn thấy những người này mặt biến sắc, nói các người có lệnh bắt giữ không? Tôi là công dân hợp pháp đấy. Không cần nhiều lời. Cứ đi theo chúng tôi là được, tôi khuyên bà tốt nhất không nên phản kháng. Người vừa gõ cửa nghiêm mặt lạnh lùng nói. Kiều Quốc Đào nghe thấy động tĩnh vội vàng đi ra, hỏi có chuyện gì vậy? Triệu Đồ Long tựa vào bên tường, thản nhiên nói, con gái các người Kiều Thu Mộng bị tình nghi cấu kết tội phạm phản quốc, bây giờ chúng tôi cần các người theo chúng tôi trở về để hỗ trợ điều tra. Kiều Quốc Đào trầm giọng nói, muốn chúng tôi phối hợp điều tra cũng được. Nhưng các người phải lấy được lệnh bắt giữ ra đây. Đương nhiên những người này không có lệnh bắt giữ, nếu có thì Tề Bất Ngữ cũng không thể tự mình đến đây. Đây là quyết định của một mình Triệu Đồ Long, tuy nhiên việc này cũng được ủng hộ bởi một nhóm ông trùm kiêng kỵ Vĩnh Dạ Quân.
sở dĩ không lấy được văn kiện chính quy theo trình tự là bởi vì Phong Vân lão không đồng ý việc này. Nói các người phối hợp thì phối hợp, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Nếu chúng tôi mang theo lệnh bắt giữ đến thì mọi chuyện sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu. Người ở cửa giận dữ hét. Hắn đã bước một chân vào trong cửa lớn của Kiều gia. Một bàn tay to ba rẽ bốn quạt bỗng nhiên xuất hiện như bóng ma, giống như mang theo một luồng ánh sáng nháy mắt rơi trên đầu người này. Khuôn mặt của hắn bị nắm đấm cực mạnh đánh đến hóp lại, toàn bộ xương mặt bị lực lớn làm cho dập nát, máu tươi phun ra như tiền. Sau đó, cơ thể anh ta cũng bay ra ngoài, ngã nhào trên mặt đất. Tề Bất Ngữ giống như ma quỷ xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng vẩy tay, máu tươi dính trên mu tay nháy mắt bị văng ra, một giọt cũng không đọng lại. Triệu Đồ Long thấy một màn như vậy, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, toàn thân cũng phản ứng đứng thẳng lên, co lại đề phòng, cảm giác được nguy hiểm cực độ. Tài sản tư nhân, bất khả xâm phạm. Các người không có thủ tục hợp pháp chính quy đã tự ý xông vào nhà dân, còn cưỡng ép bắt người đi, chúng tôi có quyền bảo vệ tài sản của bản thân. Tham Lang làm người phiên dịch quả nhiên cũng rất chuyên nghiệp, không biết từ khi nào đã xuất hiện ở cửa nhà lớn giọng nói, ngăn chặn đường lui của những người này. Thật đúng là chó lớn mật, một người gầm lên trực tiếp ra tay với Tham Lang. Khóe miệng Tham Lang lộ ra vẻ mỉa mai, trong nhà tù U Đô anh ta cũng là một kẻ hung hãn có thể xếp vào hàng cao thủ. Đối diện với cú đấm trước mặt, anh ta di chuyển hai tay, tay trái thủ thế đón nắm đấm của đối phương đẩy ra bên ngoài. Tay phải nhấc lên quanh co trực tiếp đánh tới phía trước. Kết quả là một chiêu đỉnh tâm chửu mạnh mẽ nện vào ngực người này, phịch một tiếng đánh bay người ra ngoài, ngực còn hõm xuống một lỗ thật lớn, người còn đang bay trên không trung miệng và mũi đã phun ra máu tươi. Triệu Đồ Long quay đầu nhìn thấy, da đầu run lên, tên gia hỏa chặn cửa này cũng là một bậc cao thủ hàng đầu. Tề Bất Ngữ đã từ trong nhà đi ra, sau đó phất phất tay với Kiều Quốc Đào, đóng cửa lại. Chuyện kế tiếp có chút máu tanh tàn nhẫn, không nên quan sát. Triệu Đồ Long không nói hai lời, xoay thân, dậm thật mạnh hai chân xuống mặt đất, huỳnh một tiếng, gạch lát nền vỡ vụn, cả người bay lên không trung, chuẩn bị nhảy lên tường. Cũng vào lúc này Tề Bất Ngữ bước một bước lớn, khoảng cách một bước này thực sự lớn đến khoa trương, giống như dùng tới phép thần thông xúc địa thành thốn trong nháy mắt đuổi đến bên tường. Hai chân Triệu Đồ Long vừa mới đặt lên tường, Tề Bất Ngữ gầm lên một tiếng đồng thời giơ tay phải lên dùng Thôi Sơn Trưởng đánh thật mạnh vào vách tường. Đây chính là tường xây bằng xi măng cốt thép, chỉ tính độ dày cũng đã khoảng 30 cm, cho dù ô tô đâm vào cũng chưa chắc có thể đâm vỡ. Nhưng một trưởng này của Tề Bất Ngữ vừa ra, Triệu Đồ Long ngay lập tức cảm nhận được xi măng dưới chân trở nên mềm nhũn giống như biến thành đậu hũ, ngay sau đó tiếng động đổ vỡ ầm ầm truyền đến. Toàn bộ bức tường xi măng bắt đầu sụp xuống. Triệu Đồ Long vừa định nhảy lên thì dưới chân cũng đã mất đi cân bằng, hô to gọi nhỏ ngã từ trên tường xuống. Cả người trực tiếp ngã vào đống phế tích tạo thành sau khi vách tường sụp đổ. A! À, có người không nhịn được kêu lên sợ hãi, toàn thân nổi da gà, có một loại cảm giác sởn tóc gáy. Một màn trước mắt thật sự rất khoa trương, đây chính là một bức tường xi măng dày. Bên trong toàn bộ đều có gắn thép, chắc chắn đến không thể chắc chắn hơn. Nhưng người đàn ông trung niên gầy yếu này lại tùy tiện đánh một chưởng đã làm cho bức tường đổ sụp xuống. Chấm than. Ngay cả người thuộc loại cấp bậc cao thủ như Triệu Đồ Long muốn chạy mà còn không thoát được. Chấm than. Tề Bất Ngữ sắc mặt lạnh lùng giơ tay lên nhẹ nhàng chỉ xuống mặt đất. Đại đương gia nói anh nhất định phải chết, Tham Lang cười ha hả nói với Triệu Đồ Long. Hắn ta thấy một màn vừa rồi thì nội tâm chấn động, đây mẹ nó sao có thể là luyện võ, chắc chắn là ngụy trang luyện võ để tu tiên. Đương nhiên hắn ta nhìn ra được công lực của Triệu Đồ Long cũng thuộc hàng phi phàm, cho dù là hắn ta cũng không dám nói nhất định có thể thắng, nhưng người này gặp phải kẻ biến thái như Tề Bất Ngữ thì còn có thể có đường sống không? Sắc mặt Triệu Đồ Long trầm xuống, nói ai chết ai sống còn chưa chắc đâu. Ngay sau đó hắn ta đột nhiên mở miệng ra, phốc một tiếng, một cây mai hoa châm bay ra khỏi miệng phóng thẳng đến mi tâm của Tề Bất Ngữ. Tề Bất Ngữ vung hai tay lên không trung, hai ngón tay vừa động đã kẹp được mai hoa châm. Triệu Đồ Long thấy vậy cũng không dám trì hoãn nữa, nháy mắt đứng dậy từ đống phế tích,
đồng thời giơ tay phải lên, buông lỏng cổ tay áo, phụt, một tiếng vang nhỏ giống như đốt pháo vang lên, sau đó một ngọn lửa lớn trực tiếp đốt về phía Tề Bất Ngữ. Oa! Nhưng ngay một khắc sau, hắn ta chợt nghe thấy một âm thanh như tiếng cóc kêu. Chỉ thấy Tề Bất Ngữ phồng bụng lên, mở lớn miệng thổi phù một hơi phun ra một luồng gió lớn. Ngọn lửa do Triệu Đồ Long phun ra từ trong tay áo thế nhưng lại bị Tề Bất Ngữ dùng nội tức tạo ra một luồng gió thổi bay ngược trở lại. Người này là ai? Lẽ nào chính là Tề Câm năm đó tàn sát khiến cả đế đô máu chảy thành sông kia? Nội tâm Triệu Đồ Long chấn động, liên tục né tránh ngọn lửa, toàn thân đã đầy mồ hôi lạnh. Thần sắc Triệu Đồ Long lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, tuy đối phương đã thuộc hàng cao thủ phá vỡ hư không, gặp thần không loạn nhưng hắn ta cũng không phải loại không có khả năng chiến đấu. Vừa rồi hắn ta chưa đánh đã sợ thật sự có chút mất mặt, ảnh hưởng tới tâm lý. Tham Lang đang xem kịch bỗng nhiên có cảm giác lạnh gáy, thình lình quay đầu lại thì nhìn thấy một bàn tay ngọc đang chộp tới gáy mình. Anh ta không nói hai lời nhanh chóng xoay thân dùng nắm đấm đánh lại bàn tay kia. Còn chưa phát ra toàn bộ sức lực thì bàn tay kia đã trưởng đến một luồng sức mạnh hệt như thủy triều, chấn động đến mức toàn thân không thể chống chịu được, đành phải lui lại một bước. Cũng trong một khắc đó, Tham Lang phát giác được người đánh lén mình là một nữ nhân thanh tú, không tính là mỹ nữ nhưng cũng coi như xinh đẹp, nhất là khí chất kia, đặc biệt lạnh lùng điềm tĩnh. Một đòn tung ra dù bị Tham Lang áp chế, nhưng nữ nhân kia cũng không mấy mảy may, di rời thân thể tiến về phía trước, nháy mắt đã thành công áp sát Tham Lang, ngắm thẳng vào tim trái của anh ta. Tham Lang vội vàng thủ thế hộ tâm trùy để chặn đòn, nhưng người phụ nữ này thật sự quá khó giải quyết, bước chân ngày càng áp sát, hai tay đã nhanh chóng đánh thẳng tới sườn mặt. Người phụ nữ này rốt cuộc xuất thân từ nơi nào, đấu pháp thật mạnh. Trong lòng Tham Lang chợt lạnh, tức khắc nâng hai tay lên bảo vệ mặt. Anh ta mới vừa nắm lấy hai cổ tay của người phụ nữ, chuẩn bị dùng ngón tay cào vào da thịt thì cổ tay đối phương đã trở nên trơn trượt. Không ổn rồi, trong nháy mắt, Tham Lang cảm thấy không ổn, anh ta học được chiêu thức mèo rửa mặt dùng vuốt ưng bắt người từ chỗ Tề Đẳng Nhàn nhưng ngặt nỗi một khắc cuối lại hoàn toàn trắng tay. Nhưng Tham Lang vốn dĩ cũng là một nhân vật cáo già, sau màn chụp chúng không khí đầy hổ thẹn kia cũng không để ý người phụ nữ muốn ra chiêu gì kế tiếp, hai tay ôm đầu. Con người lại thành hình quả trứng, bịch một tiếng vo tròn lăn xa. Lúc anh ta còn đang trong dạng con người lăn đi thì loáng choáng nghe được tiếng người phụ nữ nói với Tề Bất Ngữ, dược, hạ thủ lưu tình. Quả nhiên liền thấy Tề Bất Ngữ quay đầu nhìn về phía người phụ nữ này, thoáng chốc kinh ngạc, sau đó lại hơi nhướng mày. Tham Lang đứng dậy từ trên mặt đất, vừa chuẩn bị đánh trả lại nhìn thấy Tề Bất Ngữ đang khoa tay múa chân làm thủ ngữ. Chỉ có thể kiềm chế lửa giận vì bị đánh lén, phiên dịch lại, đại đương ra hỏi cô có ý gì. Người phụ nữ này gọi Tề Bất Ngữ là dược, hơn nữa lại có công lực cao như vậy, có thể nói danh tính đã bại lộ. Cô ta chính là Triệu Hồng Tụ. Quả nhiên là Tề Câm, ánh mắt Triệu Đồ Long lộ rõ vẻ đề phòng, thân thể thối lui về sau, dáng vẻ chuẩn bị tùy thời động thủ. Triệu Hồng Tụ bình tĩnh nói, tôi không có ý gì. Chỉ là tới khuyên ngăn các người đừng tranh đấu mà thôi. Hơn nữa, Dượng cũng đã thể hiện được sức mạnh răn đe của mình, không cần thiết tiếp tục động thủ giết người. Vẻ mặt Tề Bất Ngữ khó chịu làm thủ ngữ, Tham Lang phiên dịch nói, đại đương gia nói bọn họ tự ý xông vào nhà dân, ông ấy giết hết cũng không có gì sai. Triệu Hồng Tụ lắc lắc đầu, nói, Dượng nói vậy không thích hợp. Bọn họ tới đây bắt người tuy không danh chính ngôn thuận nhưng nếu như bọn họ chết hết cả rồi thì tình huống có thể sẽ thay đổi. Tề Bất Ngữ cảm thấy lời này ngược lại có chút đạo lý. Triệu Hồng Tụ nói, tình hình trước mắt của dì rất tốt. Tề Bất Ngữ khẽ gật đầu, sau đó phất phất tay. Tham Lang nói, các người mau cút. Triệu Đồ Long nhíu nhíu mày, Tề Bất Ngữ đương nhiên lợi hại nhưng nếu Triệu Hồng Tụ có thể ra tay, hơn nữa còn có hắn hỗ trợ. Lại có những người hắn mang đến trợ giúp. Triệu Đồ Long vừa định mở miệng đã nghe một người khác nói, ông ta đánh chết người của chúng ta cứ ngoảnh mặt làm ngơ như vậy sao? Vậy về sau còn thể diện gì nữa đâu chứ? Triệu Tiểu Thư, ông ta đương nhiên lợi hại nhưng nếu chúng ta chịu liên thủ. Tề Bất Ngữ chỉ cảm thấy ồn ào, trở tay vung ra một cú đấm ngang, người kia nói cũng chưa nói xong, trên mặt đã trúng một quyền. Tề Bất Ngữ dùng nắm đấm đâm xiên, tâm nắm đấm hướng lên trên,
gan bàn tay đập mạnh vào má người kia, phịch một tiếng, đầu của hắn lập tức xoay sang bên cạnh, xoay 90 độ cũng chưa ngừng lại, rắc một tiếng rồi quay ngược về sau. A, à, hỏa vân tà thần, Tham Lang giật giật khóe miệng. Một màn này mang đến cảm giác vô cùng áp bức, giống như giáo viên dạy học nhưng khi vừa động thủ sẽ lập tức không phải người. Mặt của người vừa nói xoay thẳng về sau lưng, thân thể cũng theo đó ngã quỵ xuống mặt đất. Thân tuy hướng đất nhưng mặt lại hướng lên trời. Một quyền vừa rồi trực tiếp đánh mất ý niệm muốn giết ông trong đầu những người ở đây, không bị người này giết chết là may rồi, còn muốn xưng bá vương ở địa bàn của ông ta sao? Triệu Đồ Long giật giật mí mắt, cắn răng nói, không phải như vậy là quá đáng lắm sao? Triệu Hồng Tụ cũng hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi, cô đã nói rõ ràng, nếu Triệu Đồ Long tự mình muốn chết thì cô cũng lười xen vào lần nữa. Thu dọn thi thể đi, tường bị đập nát cũng sửa lại cho tốt. Tham Lang liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nhàn nhạt nói. Sau khi nói xong lời này, thấy Tề Bất Ngữ đã xoay người vào trong phòng, Tham Lang cũng đi theo. Nhìn thấy hai người Kiều Quốc Đào và Bàng Tú Vân đều có chút hoảng sợ, Tề Bất Ngữ nở nụ cười trấn an, Tham Lang lên tiếng, hai vị không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã được giải quyết cả rồi, về sau hơn phân nửa cũng sẽ không có người dám đánh chủ ý lên hai người. Kiều Quốc Đào nhẹ nhàng thở ra, nói cảm ơn, lão Tề. Tề Bất Ngữ khoa tay múa chân làm thủ ngữ. Tham Lang nhìn thủ ngữ này có chút không xác định. Kiều Quốc Đào quay đầu hỏi, ông ấy nói cái gì? À, đại đương gia giống như đang nói, ông khách sáo, ông bị liệt, Tham Lang thần sắc quái dị nói. Kiều Quốc Đào nghe xong cũng sửng sốt, sau đó sảng khoái cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ bả vai Tề Bất Ngữ, nói tốt tốt tốt, đều là lỗi của tôi không nên khách sáo với ông. Tối nay chúng ta uống vài chén, không say không về. Lúc này Tề Bất Ngữ mới vừa lòng gật đầu. Đại đương gia, người phụ nữ kia là ai vậy? Cảm giác có chút lợi hại. Tham Lang không nhịn được hỏi. Triệu Hồng Tụ phải không? Đó là thiên phạt của Triệu gia. Một nữ tử sao có thể luyện được công phu cao như vậy? Sau khi Tham Lang nhìn Tề Bất Ngữ giải thích không khỏi có chút líu lưỡi, cảm thấy Hoa Quốc thật đúng là đất rộng người nhiều, không thiếu cái lạ, một phụ nữ cũng có thể có công lực tuyệt vời như vậy, quả thực có chút khoa trương. Tham Lang nói, nếu đại đương gia và người phụ nữ kia động thủ thì ai sẽ là người chiếm ưu thế? Tề Bất Ngữ thoáng lắc đầu, ý là ông cũng không rõ, công phu tới loại cấp bậc này rồi thì mỗi trận đánh đều là phát huy tại chỗ, kỹ năng giao đấu và thể lực đều đã đạt tới đỉnh cao, chỉ xem ai có thể nắm được từng chi tiết nhỏ mà phát huy cho tốt nhất có thể. Một nhà này ai cũng mạnh, vừa rồi người phụ nữ kia gọi ông ấy là Dược. Tham Lang nghĩ thầm trong lòng. Đồng thời cũng vì một quẻ tự tính hôm trước mà cảm thấy có chút lo lắng, không phải chỉ giả mạo khẩu khí nói chuyện của đại đương gia một chút thôi sao, hẳn là sẽ không đến mức bị đánh gãy chân, đấy chứ. Lần động thủ này của Tề Bất Ngữ không thể nghi ngờ là đã làm kinh sợ vô số người có ý đồ xấu. Ngược lại Tề Đẳng Nhàn không hề biết cha già của mình chạy đến Trung Hải đại khai sát giới, mấy ngày nay Tôn Thanh Huyền đã tới thành phố Hương Sơn. Hắn lập tức dẫn Tôn Thanh Huyền đến Lôi gia xem bệnh cho hai vị thiếu gia của Lôi gia. Mới vừa vào đến ngoài sân đã không khỏi sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết trong phòng khách. Quả nhiên, người đàn bà này chính là không thể sống yên ổn. Lại nghĩ thông qua thế lực của Lôi gia để đạt được mục đích của cô ta, không muốn bị mình kiềm chế. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Từ Ngạo Tuyết thì không khỏi liên tục cười lạnh. Từ Ngạo Tuyết nhìn thấy hắn đến cũng sửng sốt. Sau đó trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Loại tâm lý này khiến cô cực kỳ khó chịu, người kiêu ngạo như cô sao lại phải sợ hãi một tên đàn ông xấu xa như vậy. Thông qua Hoàng Văn Lãng, Tề Đẳng Nhàn đã khống chế được tình hình xuất khẩu thuốc kháng sinh của Hương Sơn, chuyện này thực ra cũng xem như đã đoạt mất mạch máu của Từ Ngạo Tuyết. Suy cho cùng một mạch máu quan trọng như vậy thì giữ trong tay mình mới là vững chắc nhất. Cô Từ, vị này là Tổng Giám Đốc Lý. Cũng là ân nhân cứu mạng của Lôi Chấn Kỳ, con tôi. Lôi Thiên Tứ cười, giới thiệu với Từ Ngạo Tuyết. Ông Lôi không cần giới thiệu, tôi và cô Từ là người quen. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm đáp lại. Từ Ngạo Tuyết tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, hiển nhiên cô cũng không muốn thừa nhận mình có quan hệ với người như Tề Đẳng Nhàn.
Tề Đẳng Nhàn dùng đầu gối nghĩ cũng biết Từ Ngạo Tuyết đang làm chuyện rút củi đáy nồi, nếu cô thật sự chiếm được sự ủng hộ của nhà họ Lôi, như vậy nếu nhà họ Lôi đứng ra nói chuyện thì sợ là thị trưởng Hoàng Văn Lãng cũng sẽ nhượng bộ. Chẳng qua hôm nay lại để hắn bắt gặp. Lôi Thiên Tứ cười nói, thật đúng là duyên phận. Cô Từ mời đại sư phong thủy cho tôi, tổng giám độc Lý lại mời vua dược là ngài Tôn cho tôi, hai vị đều có ân tình lớn đối với Lôi gia. Từ Ngạo Tuyết ho khan một tiếng, nói, ông Lôi khách sáo rồi. Lôi Thiên Tứ nói, tôi cũng cân nhắc những điều Từ tiểu thư nói, nếu cô thực sự có thể mời đại sư phong thủy đến thì tôi có thể đáp ứng ra mặt giúp cô nói chuyện với thị trưởng Hoàng. Từ Ngạo Tuyết nói, đa tạ Lôi lão. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn nhất thời híp lại, nếu Từ Ngạo Tuyết nắm chặt được mạch máu này trong tay thì sẽ có ít thứ cản trở được cô. Tình huống hiện tại của Nam Dương hỗn loạn, mặc dù thế lực của nhà họ Trần vẫn có vẻ rất mạnh nhưng so với thời kỳ cường thịnh lúc trước đã yếu đi rất nhiều, Từ Ngạo Tuyết cũng không phải là người đơn giản, cô tiếp xúc với nhiều quân phiệt như vậy, biển lớn sóng ngầm, nhất định sẽ gặp không ít phiền toái. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn cảm thấy yêu nghiệt như Trần Ngư đấu pháp với cô cũng sẽ không rơi vào thế yếu nhưng chuyện tương lai quá nhiều biến số, ai có thể nói chắc chắn được. Tiên nhân chỉ đường, lẽ nào quý nhân trong quẻ tượng này chính là Từ Ngạo Tuyết? Trên mặt Tề Đẳng Nhàn không khỏi lộ ra một chút ý cười nhưng vẫn cất giấu lửa giận. Từ Ngạo Tuyết giấu hắn tới tiếp xúc với Lôi gia chính là hành động rút củi đáy nồi, việc đó cũng là chuyện thường tình nhưng hắn vẫn sẽ nổi nóng. Dù sao hắn đã đồng ý giao toàn bộ dược phẩm cho Từ Ngạo Tuyết. Đây là không tín nhiệm nhân phẩm của nhị đương gia như hắn. Lôi Trấn Kỳ được người làm của nhà họ Lôi đẩy tới từ phía sau, Tề Đẳng Nhàn lập tức để Tôn Thanh Huyền đi tới chẩn bệnh cho anh ta. Tôn Thanh Huyền bắt mạch cho Lôi Trấn Kỳ, lại kiểm tra tư liệu của bệnh viện, không khỏi trầm ngâm một lúc lâu, sau đó nói, theo lý mà nói bệnh động kinh này hẳn là sẽ không tái phát thường xuyên như vậy mới đúng. Dù sao trước kia, 6 năm cũng chưa từng tái phát, thậm chí còn có thể ngừng thuốc. Lôi Thiên Tứ nói, vậy nên tôi cảm thấy là do phong thủy không thích hợp. Tôn Thanh Huyền gật gật đầu, nói chúng tôi khám bệnh cho người khác thực ra cũng chú ý phong thủy, có một số người bệnh cần tiến hành trị liệu trong hoàn cảnh thích hợp, một số người bệnh thì lại cần trị liệu ở nơi có âm khí cao. Thực ra học thức y học của Trung Quốc không đơn giản chỉ giảng giải khoa học mà còn dạy cả M dương ngũ hành của huyền học. Lôi Thiên Tứ lên tiếng, ngài Tôn trong giới y học tiếng tăm lừng lẫy, ông xem, có thể trị khỏi cho con tôi hay không? Tôn Thanh Huyền nói, biện pháp duy nhất chính là dùng liệu pháp kích thích, lợi dụng ngân châm kích thích huyệt vị ra đầu, dần dần giảm bớt hưng phấn của vỏ đại não, từ đó khống chế động kinh tái phát. Lôi Thiên Tứ nhíu mày nói, lúc trước cũng có bác sĩ nhắc tới phương pháp này nhưng bọn họ nói không thích hợp đối với con tôi. Đương nhiên. Loại liệu pháp này sẽ kích thích đến người bệnh, có thể khiến động kinh bị kích thích cho tái phát. Nhưng Tôn Thanh Huyền tôi đây kinh nghiệm phong phú, đã làm nghề y mấy chục năm, vẫn có thể cam đoan không kích thích tái phát bệnh động kinh của cậu cả Lôi. Tôn Thanh Huyền không khỏi mỉm cười, nói rất tự tin. Lôi Thiên Tứ vui mừng trong chốc lát, nói, VVA thì tốt. Vậy thì tốt, nhưng chúng ta bên có phải vẫn nên nghiên cứu phong thủy một chút hay không? Tôn Thanh Huyền vẻ mặt đứng đắn nói, đương nhiên lát cần nghiên cứu, liệu pháp này ở trong y học Trung Quốc chúng tôi gọi là thần dược lưỡng trị, hai bút cùng vẽ, sẽ đạt được hiệu quả nhanh hơn. Thần dược lưỡng trị, thần ở đây chính là một ít huyền học, có thể sẽ khiến người khác nhìn qua cho là mê tín, giống như thỉnh thần, tiễn thần, xem phong thủy, vẽ bùa chú linh tinh gì đó, mà thuốc ở đây chính là sử dụng các loại thuốc của khoa học hiện đại cùng với dụng cụ y học và các phương pháp trị liệu tiên tiến. Các đạo sĩ thời cổ đại phần lớn vừa tinh thông y thuật vừa biết võ thuật. Y để truyền đạt đạo lý, võ để bảo vệ đạo lý. Khởi nghĩa của Hoàng Cân Quân thời kỳ Tam Quốc chính là dựa vào y thuật để phát triển tín ngưỡng xây dựng đội ngũ. Nhóm đạo sĩ chữa bệnh cho người ta cũng sẽ giảng một chút về thần dược lưỡng trị, việc làm đó là thông qua pháp thuật của đạo gia kết hợp với thảo dược để tiến hành trị liệu. Bây giờ tôi sẽ dùng kim châm cứu cho cậu cả Lôi. Đợt trị liệu này phỏng chừng sẽ có chút dài, tôi thu phí cũng không thấp. Ngài Lôi, ông xem, Tôn Thanh Huyền nhìn về phía Lôi Thiên Tứ, chậm rãi nói. Chuyện đó không cần lo, chỉ cần có thể đổi lấy sức khỏe thì bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Lôi Thiên Tứ hào sảng nói. Tôn Thanh Huyền gật gật đầu, sau đó lấy ra ngân châm mang theo bên người bắt đầu châm cứu cho Lôi Trấn Kỳ.
thời điểm ông châm kim xuống sẽ đồng thời vận khí thổi vào trong kim châm làm cho Lôi Chấn Kỳ có một loại cảm giác nóng rực. Y học Trung Quốc học thức uyên thâm, thậm chí còn chứa huyền học, nói đơn giản như việc châm cứu này, tuy đều cùng một huyệt vị nhưng những người khác nhau khi đâm xuống lại có thể gây cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Lúc này quản lý Lôi và một ông lão mặc quần áo thời Đường cầm la bàn đi đến. Lôi Thiên Tứ lập tức nói với Tề Đẳng Nhàn, vị này chính là đại sư phong thủy từ tiểu thư mời đến từ Đế Đô, trưởng lão của Hiệp hội Phong thủy Hoa Quốc, Ngô Quốc Hoa. Ở Hoa Quốc, Ngô Quốc Hoa đúng là tương đối nổi danh trong những ông trùm của giới phong thủy, nhưng ông ta nói là thời trẻ sửa đổi âm trạch cho quá nhiều quan lớn và quý nhân, tiết lộ thiên cơ vì thế đã sớm đóng la bàn quy ẩn giang hồ nhiều năm. Lần này Từ Ngạo Tuyết đã ra giá cao, thậm chí còn vận dụng nhân mạch của Triệu gia mới có thể mời Ngô Quốc Hoa một lần nữa tái xuất giang hồ. Ngô Quốc Hoa vừa đến, sau khi nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thì sắc mặt nhanh chóng thay đổi, kinh ngạc nói với Lôi Thiên Tứ, đây chính là kỳ nhân đã ở nhà họ Lôi 3 ngày mà ngài Lôi nói sao? Lôi Thiên Tứ lắc đầu nói, không phải. Hí, Ngô Quốc Hoa hít khí lạnh, còn trẻ như vậy đã đạt được thế như thế. Xin hỏi là làm chính trị hay luyện võ? Tề Đẳng Nhàn cũng biết phong thủy có vọng, văn, vấn, thiết, Ngô Quốc Hoa này vừa đến đã cảm giác được hắn có khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên thật sự là người có trình độ chứ không phải loại lừa đảo cầm la bàn rêu rao khắp nơi. Tề Đẳng Nhàn cười cười, chắp tay nói, luyện võ. Ngô Quốc Hoa không khỏi khen ngợi nói, thật khó tin. Tuổi còn trẻ như vậy đã có khí thế bậc này, lão phu cũng chỉ thấy qua mấy người, hơn nữa. Cậu còn trẻ như vậy mà luyện võ đã đạt đến cảnh giới cao thủ gặp thần không loạn. Tề Đẳng Nhàn nói, ngài Ngô cũng hiểu võ đạo. Ngô Quốc Hoa lắc đầu nói, không hiểu, nhưng tôi có thể xem. Cao thủ giống như cậu đây, khí thế mạnh mẽ, sức mạnh khủng bố, tinh, khí, thần tựa như khói gặp gió lốc mà lên, không thể ngăn cản. Nếu đặt ở cổ đại thì phải là nhân vật như Trương Tam Phong, Đạt Ma, chẳng sợ chết, cho dù có chết cũng để lại kim thân. Từ Ngạo Tuyết biết Ngô Quốc Hoa là một bậc thầy phong thủy, nghe ông ấy đánh giá về Tề Đẳng Nhàn như thế chỉ biết thầm sợ líu lưỡi. Cô ta không chịu được, quan sát Tề Đẳng Nhàn từ trên xuống dưới mấy lần, nhìn kiểu gì cũng thấy người này không giống người có thể sánh ngang với người tài thời xưa, hắn chỉ đơn giản là một tên côn đồ mà thôi. Tề Đẳng Nhàn nhìn Từ Ngạo Tuyết, cười nói, sao xếp Từ lại nhìn tôi như vậy? Chúng tôi đều là những người hiểu rất rõ mà. Cô không thấy Ngô Đại Sư nói hơi quá à? Mặt Từ Ngạo Tuyết tối sầm lại, lời nói của Tề Đẳng Nhàn nghe có vẻ rất bình thường, nhưng cô ta thừa biết nó có bao nhiêu sự bất thường trong đó. Lôi Thiên Tứ nói, chuyện này để sau hãy nói, Ngô Đại Sư, rốt cuộc tình huống bây giờ là sao? Có thể nói rõ cho tôi biết không? Ngô Quốc Hoa im lặng hồi lâu, nói, một người tài giỏi ở Hương Sơn lập mô hình chôn cất rồng trong núi và biển. Biệt thự nhà họ Lôi chiếm lấy vị trí tốt nhất của mảnh đất để xây nhà. Với sự chống đỡ của các ông chủ lớn ở thủ đô, cứ như thế xưng là rồng đích thực của Hương Sơn được sao? Hả, Lôi Thiên Tứ nghe những lời này thì cảm thấy ngạc nhiên. Bẫy này được sắp đặt rất thâm thúy. May mắn lúc đó có một người tài cao ở lại nhà ông 3 ngày, nếu không tình hình của nhà họ Lôi sẽ còn tồi tệ hơn bây giờ. Ngô Quốc Hoa nghiêm mặt nói, trông không giống như đang đùa. Ngô Quốc Hoa nói thêm, người tài giỏi này ngày xưa là Bồ Tát chuyển kiếp, giống các cao nhân như Trương Đạo Lăng, Trương Tam Phong và Vương Dương Minh, khí thế của anh ta hiện tại tạm thời đã kiểm soát được mô hình chôn rồng trong núi và biển. Lôi Thiên Tứ hỏi, tình hình sát khí phong thủy này có thể giải trừ được không? Còn nữa, tôi có thể tìm người tài cao ấy ở đâu? Ngô Quốc Hoa đưa tay chỉ vào Tề Đẳng Nhàn, nói, đây là một bậc thầy đã tu luyện võ công cao cường. Máu của cậu ta dâng lên như thủy triều, sức khỏe có thể so sánh với Đức Phật Thích Môn, đạo môn chân nhân, cậu ta mà canh giữ nhà các ông, thì không tà ma nào có thể vào được. Ngay tức khắc Lôi Thiên Tứ nhìn Tề Đẳng Nhàn bằng ánh mắt sáng rực. Từ Ngạo Tuyết nghe thấy lời khen của Ngô Quốc Hoa, sắc mặt càng trở nên khó coi. Nếu Tề Đẳng Nhàn thực sự có năng lực như thế, không phải hắn sẽ rất quan trọng với nhà hộ Lôi sao? Vậy thì ý nghĩ đến nhà họ Lôi để trộm tháp của cô ta khả năng sẽ bị tan thành mây khói, lại còn bị Tề Đẳng Nhàn kìm hãm. Lôi quản gia thoáng nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói với Lôi Thiên Tứ, ông chủ, cả đời tôi luyện võ công nên khả năng phân biệt cũng khá tốt. Nhưng với mắt nhìn đấy của tôi,
tôi cũng không thể biết được trình độ võ công của giám đốc Lý cao tới mức nào, những gì Ngô Đại Sư nói cũng không sai. Lôi Thiên Tứ cười mỉm nhìn Tề Đẳng Nhàn nói, giám đốc Lý đã đưa Phật về phương Tây rồi, hay là giúp nhà họ Lôi chúng tôi đi. Tề Đẳng Nhàn thoáng gật đầu, nói tất nhiên không thành vấn đề rồi, trước đây nhà họ Lôi đã dồn sức phục vụ cho đất nước, tôi rất khâm phục, giúp đỡ cũng là điều tôi nên làm thôi. Dưới sự dẫn dắt của Ngô Quốc Hoa, một đoàn người rời khỏi biệt thự nhà họ Lôi, đến một nơi gần đỉnh núi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 59.